Alo, hello mấy em, thì mình bắt đầu ha, vô nhà vô nhà. Thì trước khi vô mình coi sơ về đập về nhà của mấy đứa tí. Đó, chú là trên hình trên đây nè, nó là hình ảnh một vài bài tập của mấy bạn, nhưng mà thầy không không biết ai ha, thầy cũng không nhớ ai nữa. Bây giờ mình coi coi bạn sai cái gì ha, để coi thử bạn sai cái gì. Rồi bài số 1, từ từ, đầu tiên bài số 12, chắc ai làm cũng đọc đề rồi đúng không, nên mình đọc qua lẹ ha. Thầy có kêu sửa đề bài này một tí rồi đó đúng không? Là tại ba đỉnh ABC đặt ba điện có lộn cái sửa đề của câu sau chứ. Đặt tại không, câu này đặt ba điện tích cộng quy tính cường độ điện trường tại tâm ô hình vuông. Còn ba điện tích cộng quy ở ba đỉnh ABC tính cường độ điện trường tại tâm ô. Rồi câu này rất dễ ha, câu này không có cái gì hết. Rồi giờ xem các bạn làm cái gì. Rồi bài đầu tiên, mấy em thấy được hình không? Mấy em thấy 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 được cái bài làm của bạn này không? Thấy được mà đúng không? Rồi giờ cho mấy đứa 30 giây á, xem thử coi bạn làm có cái chỗ nào nó kỳ kỳ không? Ví như làm quá trình gì kia có ghi sai cái gì không? Cái này là một cái lỗi sai rất thường thấy luôn nha. Như 10 bài thì chắc cũng 6-7 bài dính cái lỗi này. Coi thử là sao ha. Ủa không thấy hả? Cho ra tí nữa. Rồi cái hình vẽ bên này đi ha. Rồi giờ nhìn cái đóng chữ cho nó đi. Tao hỏi thử nha. Hỏi thử coi. Sơn, biết bạn sai gì không? Nhắn dưới nha, không ấy được, không có cũng được thì nhắn dưới. Biết bạn sai gì không? Không hả? Bây giờ. Rồi cường biết bạn sai cái gì không? Dạ em thấy bạn làm giống em thầy nên em cũng quyết luôn. Ok. Số 0 thiếu dấu vectơ. Không biết là không, ok thì là số không thiếu vectơ đúng rồi đó, nhưng mà cái này không phải là cái lỗi ấy, cái lỗi mà quá đáng phải nói, mà cái mà nói đó đó là đang vectơ ha, thấy đang vectơ không, mắc gì để dấu bằng ở đây ra được một con số, được chưa, nhớ nha, đang vectơ thì không có dấu bằng để một con số, mà ít nhất phải có một dòng suy ra e không đó bằng hai này lại, ít nhất phải suy ra giá trị đại số với giá trị độ lớn của vector chứ không có dấu bằng cái suy ra liền. Tại vì một bên vector thì phía bên phải kia cũng là vector. Còn bên một bên là giá trị độ lớn thì bên kia cũng là độ lớn. Chờ bài nào cũng dính hết mấy bài dính lận. Đây, giống như cái bài này nè, bài này cũng vậy luôn ha. Đây, đang đi ghi vector thấy không? Vector mà ra được một con số. Đó, vector sao con số được, cho nên phải bỏ dấu vector này đi. Mình tính toán là mình tính toán giá trị độ lớn chứ mình không tính toán giá trị vector. Vector chỉ để mình tổng hợp các lực lại thôi, được ha. Rồi một cái để nói thế nào, đó là điều kiện E triệt tiêu, điều kiện cường độ điện trường triệt tiêu, nghĩa là tổng vector cường độ điện trường gây ra tại một điểm đó bằng bằng không nha. Nhớ cái chữ này triệt tiêu tuyệt đối không được ghi là cường, ghi ghi gì vậy ta, à có mấy bạn ghi nè, từ điều kiện cân bằng, điều kiện cân bằng suy ra e bằng không, tổng e bằng không, không có nha. Điều kiện cân bằng này là hữu lực, không có được ghi cái chữ điều kiện cân bằng ở đây nha. Điều kiện cân bằng á là tổng lực bằng không, đừng nhầm lẫn. Cái này là e triệt tiêu, cường độ điện trường triệt tiêu thì tổng e bằng không chứ không phải điều kiện cân bằng, ok ha.
triệt tiêu là nói chung luôn, lực hay vector gì cũng vậy hết, triệt tiêu là tổng vector bằng không. Rồi với câu này, tính cường độ điện trường tại tấm ô. Rồi nó sơ cách làm luôn ha. Cái này dễ quá, về tự làm đi. Làm không được nữa thì hỏi lại thầy chứ, thấy ai cũng làm được cái này mà. Rồi giờ có ba điện tích đúng không? Gây tương đối điện trường tại ô. Vậy thì cả ba điện tích đều gây ra vector E. Đây đầu tiên là EA. EA lên ô. Rồi thống nhất ký hiệu. Mình đừng bao giờ ghi ký hiệu là E1, E2, E3 cho cái điện trường do một điện tích gây ra. Tại sao biết không? Tại vì sẽ gặp những bài gì nó có A, có B, có C, phải không? Vậy nó hỏi điểm O rồi lát hỏi hỏi điểm D thì sao? Giờ để mình đổi lại là E1 phẩy, E2 phẩy. Đúng không? Thì ở đây ghi đúng, ghi cho đúng ha. Một á, là mình có, mình ghi theo đỉnh. Ở đây ha, thì ghi là đỉnh nè. Điện tích cộng quy đặt tại đỉnh A gây ra cường độ điện trường tại ô. Thì thầy ghi là E, A lên O. Giống cách ghi lực Coulomb vậy á. A lên O, thấy không? E, A lên O. Ghi rõ từ điểm nào gây điểm nào luôn. Để cho kể cả người coi bài người ta cũng không bị hiểu lầm nữa. Được không? Rồi tiếp là ECO ha. Đây, ECO. Đó là thứ hai là gì? Thứ hai là E, EBO. EBO nè. Rồi. Ở đây mình nhìn thấy ha, mình nhìn thôi mình cũng thấy được rằng là gì? Độ lớn của quy tại A và C giống nhau. Đúng không? Khoảng cách tới O cũng như nhau. Hai vectơ ngược chiều cho nên tổng hai vectơ hai bên này bằng không. Rồi nhìn vô bài phía bên phải, bài này. Chỉ ghi E ngược chiều mà suy ra ECAO bằng không là không được ha. Mà phải ghi gì? Phải ghi thêm rõ ràng nữa rằng là độ lớn của ECO bằng độ lớn của EAO. Nghĩa là trên này phải có một dòng tính độ lớn trước cái đã. Bằng ECO bằng EBO. Được chưa? Thêm dòng như này rồi do độ lớn bằng vừa độ lớn bằng vừa ngược chiều cộng lại nó bằng không. Được ha. Rồi thì tổng hai vectơ này cộng lại thì đặt đặt ok đó. E là E của cả C và A lên O, đặt là ECAO ha. Đó, đặt vậy tên vậy cho nó tiện gọi chứ đừng đặt E1 E2 3. Rồi vậy thì suy ra E tại điểm O đúng không của mình nó sẽ bằng là E1O cộng E2O cộng E3O. Về cái phần trình bày thì thầy không nói nhiều nữa, thầy sửa rất là kỹ ở trong cái bài sửa rồi, cho nên là ai không hiểu thắc mắc gì thì hỏi lại. Rồi cái này là à quên, thầy ghi theo và theo điểm này hả, AO BO CO đó gì thì CA thì còn là CAO ha cộng cho EBO. Mã này bằng không mất tiêu rồi, chỉ còn có EBO thôi. Còn không có gì hết. Rồi tại điểm D cũng vậy luôn ha, không có gì hết. Là như bình thường về vector. Rồi con này A cũng làm được, về nhà coi kỹ lại con này. Ha, sửa sơ sơ vậy thôi. Rồi, bây giờ con 13. Con 13. Hai điện tích điểm Q1, Q2, hàng dương hàng âm đặt tại AB trong không khí. Tính cường độ điện trường tại M, biết M tên giác M AB nó đều. Rồi đâu? Ở coi. À, Minh Phúc. Các bạn sai gì không? Nhìn vô nhìn không cũng biết nữa, nhìn thôi cũng biết luôn á. Đọc vô các cái sai lầy, sai liền luôn á. Dạ. Biết bạn sai cái gì không? Chắc cái hình nó thiếu cái tổng hợp lực E lên thôi. Không phải cái đó, sai nặng hơn cái đó nữa, thiếu hình thì hên xui, con cái xài ghê lắm kìa, không Có biết. người trả lời giùm em rồi thầy ơi. Nếu như bạn nói không biết công thức đó, thì cũng cũng là con cái sai hay, nếu mà đã thi lĩnh vực có thi tự luận thì viết công thức ra trước, nhưng mà nó cũng không phải là cái lỗi đáng nói. Đâu ai biết, ai biết không, có ai biết không, nhắn cái gì ai biết, ai biết, ai Hợp biết lực sai. Hợp lực sai. lực sai chỗ nào?
Cái trừ phải hướng về B chứ không phải hướng ngoài. Đúng rồi, cái trừ nó phải hướng về về B ha. Ok, đó thấy chưa? Cái A dương này ha, ok, không nói gì hết. E, A, M dương, đây. Không có gì phải nói chỗ này hết. Nhưng mà cái thằng này ha, thằng E, B, M, Q2 nó âm mà. Đó thấy chưa, ghê chưa? Rồi, xong. Ok, đó, nên chú ý một tí ha. Rồi, cho nên lúc mà tổng hợp lực lại, lúc tổng hợp lực lại ha, ra được vector này. Đây là E, nó là E, E1A, E1M ha. Nhớ ghi tên điểm rõ ràng ha, E2 lên M nè. Rồi thằng này là M. Rồi, có mấy bạn xài ha, xài liền. Nếu như mà mình làm xài liền á, mình ghi alpha như vậy nè, nó bằng gốc như này luôn là chưa đủ. Mình phải ghi thêm một dòng nữa đó, thì nó là ghi một dòng nữa thôi. Hai lần gốc alpha đúng không? Hai lần gốc alpha bằng gốc A cộng gốc B bằng hai lần gốc A. Đó, vậy từ đây suy ra được rằng là alpha bằng A. Vậy suy ra M song song, đó, ghi song song rồi đi đi rồi mà hẳn dùng hai alpha bằng nhau. Ghi cho chắc. Được chưa? Rồi, con này xong rồi dùng công thức ha, hai cái này bằng nhau nè, thì dùng công thức hình thoi. Trường hợp hình thoi ha. 2E1 cos của alpha. Xong. Được chưa? Dễ ha. Còn câu đơn giản luôn á, câu con nít luôn á. Tiếp nha, tiếp nha. Qua ha. Qua 14. Rồi, 3 điểm ABC. À, tạo hành không khí tạo thành chiếc vuông, đây là chiếc vuông đây. Điện tích Q1, Q2 đặt tại A và B. Ok, A B. Rồi biết A1 tại Q1 âm nè. AB là 3. AB là 3, AC là 4. Này là 5. Rồi xét vector của điện trường tổng hợp tại C có phương song song AB y chang câu mẫu bữa làm luôn. Xác định Q2 của điện trường tổng hợp tại C. Rồi câu hình không phải cái hình đầu tiên, đúng rồi, cái hình đầu tiên ha. Rồi coi thử cái hình đầu tiên. Coi coi bạn sai cái gì. Hình đầu tiên sai cái gì? Ok, sai lượt ha. Đúng rồi đó, bạn sai lượt. Sai chỗ nào? Điện tích tại A Q1 âm ha. E nó phải hướng vào. Được chưa? Rồi ha, nhớ ha. Rồi, hình ở dưới. Sai gì biết không? Ở dưới mình sai gì? Ai biết bạn sai gì? Ok, không có tên luật là một cái ha. Rồi một cái nữa. Cái này là sủ hoài đúng không? Sủ hoài đúng không? Vẫn vậy. Đó là cái gì? Ai biết nè. Thánh Minh biết không? Biết bạn sai gì không? Alo. Sai. Sai gì? Khánh Minh à. Hay ai khác cũng được. Trời ơi. Đó là trên cuộc đời này không ai dễ hình thành kiểu này nha. Mình tổng hợp theo quy tắc hình bình hành mà. Đó, dễ ra hình bình hành cái nha. Năn nỉ, nhiều bạn lắm. Chứ không phải một mình bạn này đâu. Được chưa? Vẽ cho ra hình bình hành nha.
nhớ ha, để đúng hình thành. Chứ cái hình này là hình gì? Hình này là một tứ giác bình thường thôi, nó không có hình bình thành gì luôn á. Ok ha. Rồi, một cái nữa mà rất nhiều bạn thiếu ở bài này, đó là gì? Xác định quy 2 là bao gồm vừa dấu và vừa độ lớn. Được chưa? Chắc chắn phải có dấu rồi. Thì mấy bạn làm rất là ok ha, tới độ lớn rất là ok, không có gì hết. Nhưng mà không lập luận dấu. Sao biết dấu nó dương hay âm? Ok, vẽ hình được là một chuyện ha. Nhưng ít nhất mình cũng phải ghi cho người ta một dòng. Đó là gì? Vector cường độ điện trường tại C nó bằng E, E1C cộng E2C, đúng không? Mà rõ ràng là mình có rằng là quy 1 bé hơn 0. Phải không? Mà giờ đề nó còn cho là để cho EC nó song song với AB. Đây, để EC song song được với AB ha. Nghĩa là EC, EC song song AB. Vậy bây giờ quy 2 có hai trường hợp. Một là nó âm, hai là nó dương. Đúng không? Một là nó âm, hai là nó dương ha. Vậy bây giờ lỡ chẳng hạn như, rồi bây giờ lỡ như tại EC nó hướng vô như vậy, thì nó có thể nào ra được EB song song không? E là C song song được không? Được không? Chắc chắn là không được rồi. Tại vì ra được cái vector giữa chính giữa mà nó còn hướng vô AB nữa thì sao mà được? Đúng không? Vậy có nghĩa là chắc chắn một điều rằng là thằng quy là cái thằng EEC của mình á, cái E2C của mình ha, E2C của mình nó phải có hướng hướng ra xa, hướng ra ngoài như thế này ha. Đây, từ đây nghĩ là E2C hướng ra quy 2 nghĩa là quy 2 lớn không. Đó là mơn thêm dùng cái giọng này ha. Rồi tổng hợp hình bình thành lại. Rồi khi này mình dùng điều kiện song song ha, mình có góc alpha này nè, đây bằng góc này ha. Rồi dùng giữa liên hệ giữa hai góc là xong. Ok không? Được ha, đừng có quên cái này nha. Nhớ xác định quy 2 là giữa dấu và độ lớn luôn. Cho rất là nhiều bài thầy có ghi thêm vào luôn á, thầy nốt vào là cần phải thêm cái này cho thầy. Đây, thêm cái chồng này. Vẽ hình ok, nhưng mà phải thêm được cái dòng đó. Rồi ha, rồi sau đó mình dùng ba hàm tan gì đó để mình tính quy 2 mà. Muốn ra được quy 2 phải làm cái gì? Tính được E2C đúng không? Mà giờ có quy 1 rồi nè, nghĩa là có E1C rồi. Vậy mình ráng tìm tỉ số E2C chia E1C nữa. Đây, E2C ha, chia E1C. 1C là cạnh dưới này luôn nè. Đây, cạnh này cũng là E1C luôn. Giờ hai thằng song song với nhau. Vậy ha, E2C chia E1C ha, là không, mình đổi lại đi. Mình được tìm E2C, E1C, mình đổi lại E1C chia E2C. Tại vì sao? Tại vì E1C ha là đối nè. Đối nè, E2C là gì? Là huyền, thấy không? Đối chia huyền, tức là sin alpha. Hoặc là mấy đứa có thể dùng góc lượng giác khác cũng được. Được ha. Đó thì từ đây tính là được Q1, Q2 chứ. Ok. Rồi sau đó dùng tiếp một lượng giác khác để hỏi là cường độ điện trường tổng hợp tại C. Đây, EC nằm dưới đây. Đúng không? Thì lúc này mình dùng cái gì? Mình dùng kề đúng không? EC là kề của alpha, vậy mình dùng cos alpha đi. Kề ha là EC, chia huyền là E2C. Nãy bên trên tính rồi, đây mình tính ra được EC luôn. Được chưa? Nói chung mấy bài này á, nó sẽ chuyên gia có kiểu là mình sẽ phải rút ra được các tỷ số lượng giác ha. Đó là sin cos tan cotan rồi đó. Đó, ráng đưa ra được cái sin cos tan cotan. Được chưa? Ok không? Rồi, lấy bao là cái này được không? Được thì thả react cho thầy cái đi. Có được cái react á. Thấy không? Có cái react á. Giơ tay cũng được. Được ha. Mốt mà đừng sai những cái này nữa nha. Thả đi. Ồ. Rồi còn ai không được thì nhắn riêng với thầy một cái ha, nó có cái direct á. Rồi tiếp.
Rồi câu 14, 10. Câu 3, đây câu 3, đây câu 3. Ôi, câu 3. À, bài của một bạn. Rồi nhìn vô thử ha, thầy không nói về bạn làm kiến thức đúng hay sai gì hết, nhưng mà coi coi bạn sai gì. Coi thử bạn sai gì. Hình như bạn thiếu dấu vector á thầy. Dấu vector ở đâu? Ở đây hả? Bên bên phải. À bên phải, ok, phải thiếu dấu vector ở đây. Như chữ E nha, trời, chữ A chứ giờ mới thấy luôn á. Rồi còn sai gì nữa không? Thầy là cái khúc mà nếu mà đã vector thì chỉ có độ dài bằng nhau thôi chứ không có trừ. Đúng rồi, đã vector không có độ dài bằng nhau chứ không có trừ ha. Hay là nói đúng hơn á là tại vì mình có nè, bạn suy ra được ha, từ đây bạn suy ra được rằng là EAC nè ha. Nó sẽ bằng là trừ EBC. Thì khi đó có hai điều. Một đó là ngược chiều nhau, ok, bạn ghi rồi. Cái số 2 là độ lớn bằng nhau ha, nên ở đây vẫn là dấu cộng cho thầy, không có được để dấu trừ. Mà lát hồi dấu trừ mình có được là từ chỗ nào? Rồi giờ con này thầy sửa kỹ một tí, tại vì sai quá trời luôn. Rồi bây giờ con này ha, hai điện tích cộng lại 7 nhân 10 bốn trừ 8. Tại điểm C, biết CA bằng 6, CB bằng 8. CA bằng 6, CB bằng 8, bữa nói rồi ha. Bước đầu tiên mình làm là gì? Xác định vị trí của điểm C trước. Mình thấy rõ ràng rằng là CB trừ CA là 8 trừ 6 bằng 2 xăng, là bằng đoạn AB luôn. Điều này đồng nghĩa với việc rằng là C nằm ngoài A, ngoài AB ha. Mà có CB nó còn, CB nó còn dài hơn CA nữa, nghĩa là từ C đến A nó ngắn hơn á, nghĩa là nó gần gần thằng A hơn. Nghĩa là C nằm đây. Được chưa? C nằm ở chỗ này. Rồi, vậy cường độ điện trường trực tổng hợp đã bằng 0 ha. Nghĩa là EA lên C là cái dòng này của bạn nè, hãy không ghi lại ha. Từ đây mình suy ra được rằng là EAC bằng trừ EBC ha. Và gì? EAC có độ lớn bằng EBC. Rồi, vậy thì bây giờ ở C nằm ngoài đây rồi, biết được C nằm ngoài rồi, đúng không? Thì bữa thầy cũng có nói luôn rồi đó, có hai cái cần phải nhớ trong lúc học cụ đông. Đó là gì? Nếu như hai điện tích cùng dấu, để cân bằng ha, để cân bằng, thì khi đó điện tích đó phải thuộc AB, để một điện tích khác vô cân bằng. Có ai mới bị ao rồi đúng không? Rồi tiếp. Còn nếu như mà hai điện tích trái dấu thì chắc chắn để một điện tích khác nhào vô cân bằng được, thì chắc chắn điện tích đó nằm phải nằm nằm ngoài đoạn AB. Để chờ cái chú ý thầy có ghi ở phần lượt Coulomb. Thì tương tự với phần này ha, triệt tiêu cũng vậy. Hai điện tích cùng dấu khi cân bằng thì một điện tích khác nó phải nằm bên trong AB. Được chưa? Còn hai điện tích trái dấu nhau rồi một điện tích khác nó bay vào thì muốn điện tích đó cân bằng thì điện tích đó là phải nằm ngoài AB. Vậy thì rõ ràng C nằm ngoài rồi. Vậy thì chắc chắn một điều rằng là từ đây mình có được là Q1 và Q2 trái dấu nhau. Đây, nhớ nha, rất là nhiều bạn không để ý cái chỗ Q1 và Q2 trái dấu. Tại vì nếu như cùng dấu thì cả hai đều hướng ra hoặc hướng vô. Đúng không? Cho nên chắc chắn trái dấu như nó thì điện trường tổng hợp các bạn không được. Rồi ha. Rồi bài các bạn hãy bưng qua luôn. Mình có là cái gì? À, tính ra được luôn á. À, bạn tính ra luôn rồi nè. Đó là Q1 ha. Trị Q1 chia cho 3.6 nhân 10 mũ trừ 3. Bằng trị Q2 chia cho 6.4 nhân 10 mũ trừ 3 ha. Rồi hai này trái dấu, được chưa? Cho nên khi phá trị ra, một thằng dương một thằng âm, ghi luôn Q1 chia 3.6 nhân 10 mũ trừ 3 bằng trừ Q2 chia 6.4 nhân 10 mũ trừ 3, đúng không? Giao trái dấu nhau mà, phá ra thì quăng dấu trừ cho một thằng. Rồi khi này giải hệ là bình thường.
Được ha. Chú ý cái chỗ, chú ý cái chỗ V1, V2 trái dấu nhau như này. Thì khi phá trị đó, thấy không, thì mình sẽ có thồng thêm dấu trừ bên ngoài. Ok không? Được ha. Hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành xong bài tập phần điện trường ha. Còn sau mình qua bài tiếp theo. Rồi ai sai thì nhớ co lại và sửa kỹ lại thầy. Xong điện trường mình lại có thêm một bài nhỏ nhỏ nữa. À mà cái gì á, nhớ vote thầy ở trên kia nha thầy. Có thể thầy sẽ sửa ở trên đây, hoặc là thầy tìm một cách nào đó thì cố gắng vote thầy một cái. Trên cái group á. Rồi con này ok. Có ai không ok nữa không? Đúng rồi, bạn nhầm gì nói, đúng rồi đó. Xong điện trường để check xem mấy đứa tới đâu. Ủa không, không ok chỗ nào? À không, là không ok hay là ok, hay là không có gì không ok? À là không có gì không ok đúng không? Ok, qua nha, qua nha. Qua nha. Rồi câu số 4. À, con này không có gì hết trơn, nhưng mà thầy nói để thầy check lại con này, thì ai cũng đã làm con này rồi ha. Nhưng mà có điều là còn chật vật quá, nhiều bạn hỏi quá, nên thầy sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Rồi, tại hai đỉnh A và C của một hình vuông ABC cạnh A. Đọc đề rồi ha. Xác định vector của điện trường tại D. Nhớ nha, mình làm từng đề một, chứ có mấy bạn nhét luôn điện tích QB nằm đây rồi cái không biết làm câu A sao, trong khi QB nó chưa xuất hiện ở câu A, nó xuất hiện ở câu B, mình làm ở câu A thôi. Được ha. Rồi vậy giờ mình có gì, mình có điện trường gây ra tại D là do thằng A và thằng B gây ra, đúng không, là EAD và EBD. Mà rõ ràng mình nhìn mình thấy luôn EAD và EBD, EECD chứ. ECD nhìn là thấy luôn hai này bằng nhau. Lý do là gì? Do Q1 đúng không? Q tại A bằng Q tại C bằng cộng Q kìa. Rồi khoảng cách AD bằng khoảng cách CD. Cho nên đây mình bằng luôn ha. KQ bình phương chia cho A bình phương. Đúng không? Khoảng cách cạnh A nè. Rồi. Rồi vậy thì từ đây mình có gì? Tùy mấy đứa thôi, mấy đứa muốn làm sao cũng được. Mình thấy rõ ràng rằng là EAD nó bằng ECD rồi. Đúng không? Sao lại quy bình nhà thầy? Sao nói gì? Sao lại quy bình nhà thầy? Nhầm. Trời lộn bài đúng trời. Sorry ha, quy chia A bình. EAD bằng ECD thì E tại D ha, nó bằng tổng hai vector EAD cộng ECD lại. Cộng ECD ha. Đó, vậy thì đây suy ra được rằng là gì? Suy ra được rằng là E tại D. Muốn làm Pythagore cũng được ha, hoặc là dùng công thức code 45 cũng được, công thức hình thoi cũng được. Tùy thôi. Tại vì hai này bằng nhau mà ha. Rồi, vẽ hình ra tí tí đi. Đây. Hai này bằng nhau ha, nên vẽ hình cho hao hao nó bằng nhau một tí. Chứ không cần quá chính xác đâu, mà nhìn nó bằng bằng được rồi, đừng có để chân dài quá, thằng ngắn quá không được. Rồi, thằng này là EAD. Thằng này là ECD ha, tổng hợp hai này lại là ra được ED trong trường hợp A. Đây ED. Được không? Rồi bằng cái này là bằng là 2 nhân cos 45 ha, cos 45 là căn 2 phần 2. Cho nên là mình ghi gọn luôn là K Q chia A bình
nhân cho căn 2. K quy chia A bình, quy quy chia A bình nhân căn 2 ha. Rồi mình xong câu A. Được chưa? Câu B. Câu B nó bảo là đặt một điện tích QB bằng bao nhiêu để cho cường độ điện trường tổng hợp tại D bị triệt tiêu. À, tại D bị triệt tiêu đúng không? Nghĩa là lúc này câu ED trong trường hợp lúc sau ha, mình ký hiệu là ED phẩy đi. Nó sẽ bằng là E gì? Nó sẽ bằng là EA lên D cộng cho EC lên D. Và lúc này lại có thêm QB nữa, cho nên ở đây sẽ là EBD. Được ha? Mà cái AD và CD nè, nó chính là cái ED ban đầu không? Đúng không? Bằng EBD. Cái này triệt tiêu ha thì bằng 0. Rồi xong, thì đây suy ra rằng là có ED bằng trừ EBD ha. Vậy nghĩa là ED và EBD ngược chiều. Và độ lớn hai này bằng nhau. Rồi, nhìn vô hình. Ngược chiều bằng nhau ha. Mà thằng này thuộc phân giác nữa. Và hình vuông, đúng không? Hình vuông cạnh này bằng nhau. Cho nên ở đây mình ghi phẩy thêm ha. ED thuộc phân giác thì càng tốt. Đúng không? Thuộc phân giác rồi. Cho nên góc này nè, bằng góc này nè, bằng góc này nè, bằng góc này nè. Nghĩa là thằng EBD của mình nó phải hướng vào trong này. Thấy không? Đây. Nghĩa là từ cái dòng đầu tiên của mình nè, thấy không? Mình suy được rằng là gì? Là EBD hướng vô ha, hướng vô B. Nghĩa là quy tại B nó phải bé hơn 0. Đây, dòng quan trọng nhất luôn ha. Nhớ phải có dòng lập luận này ha. Rồi ha. Rồi tới cái việc độ lớn thì không còn gì để nói rồi. ED bằng EBD. Rồi thì ED mình tính bên trên rồi, đã tính quá trời trên rồi đó, KQ bình chia A bình. KQ chia A bình chứ. KQ chia A bình nhân căn 2. Thì nó bằng là EBD cạnh ha, cạnh AA. Vậy thì đường chéo của nó là A căn 2. Vậy nó sẽ là KQ chia cho gì? A căn 2 tất cả bình phương. Nghĩa là bằng KQ chia cho 2A bình. Rồi đây rút ra được rằng là những cái này là đây ghi đúng, đúng nhất ghi trị quy ha. Trị đi, ghi dấu trị vô ha. Trị quy B. Được chưa? Trị quy B ha. Thì đây suy ra được rằng là trị quy B nó bằng là quy nhân cho 2 căn 2. Mà quy B âm nữa, cho nên mình có là quy B bằng trừ 2 căn 2 quy. Được ha? Cứ dùng công thức tổng vector bằng 0 là xong. Được chưa? Đơn giản ha, nó có thể làm rất ngắn gọn và đơn giản luôn, mấy câu cơ bản rất là dễ. Cố gắng ngẫm nghĩ bài tập. Cái kỳ này mới đứng làm tập siêng năng á, ai cũng làm hết. Good. Quá tốt. Trong lúc làm thầy có nhắn tin riêng cho ai thì nhớ rep nha. Rồi. Rồi, ai ok câu này ha thì cho thầy một react. Giống như xin like Facebook vậy. Ok. Ok. Tiếp nào, ai chưa ấy lên cái này. Thiên Kim ok ha, Hải ok không?
Được mà đúng không? Nhớ làm con này. Ok mà. Rồi giờ câu 5. Rồi câu 5 câu rất nhiều bạn đọc không được nè. Mà thiệt ra nó cũng không có gì hết ha. Rồi đọc đề kỹ câu 5 cái. Rồi đọc kỹ đề câu 5 ha. Cho 30 giây đọc lại cái đề nè. Rồi, đặt hai điện tích Q1, Q2. Hai thằng dương ha, đặt tại đỉnh A và B, cùng một nhất đều ABC cạnh A trong không khí. Xác định cường độ điện trường O của tam giác. Ôi trời ơi. Quá dễ luôn ha. Giờ mình tính gì? Tính EAO và EBO. Mà nhìn thấy rồi đúng không? Q1 và Q2 như thế nào với nhau? Bằng nhau. Mà AO với BO như thế nào với nhau? Bằng nhau luôn. Vậy suy ra được rằng là E1O bằng E2O. Và nó bằng gì? KQ1 ha. Chia cho cạnh AO bình phương. Rồi AO tính như thế nào? Đây Châu ơi, AO tính sao? Tính sao nè. Tính sao chào. Biết không? Không, em nhắn đi tại thầy không nghe gì hết. Trời ơi, Khoa nha Khoa, bậy hết nha Khoa. Dám nói AO bằng A căn 3 chia 2 là bậy liền nha. Từ từ, cho nhắn thử coi. Tính sao? Ai biết nhắn luôn ha. Nhắn qua thầy cái đi, nhắn lên cho... 20 giây để ngồi nhắn á. Nhắn riêng hay nhắn chung thì cũng ok ha. Rồi, một bạn là A căn 3 trên 3 là hai bạn rồi ha. Tiếp. 2/3 H ha. Rồi ok một bạn. Rồi đó đúng rồi ha. Trời ơi hên quá đứa nhớ. À, nhớ luôn. Thuộc được luôn ok. A căn 3/3. Lý do sao? Tại AO bằng 2/3 gì? 2/3 AH. Đúng không? Mà AH bằng gì? Cạnh một tam giác là A đúng không? AH chính là bằng A nhân cho cos của góc 30 là góc trên này nè. Đúng không? AH là A nhân cos 30 kề chữ huyền ha, kề là AH. Huyền là AB, thuộc luôn là thuộc A căn 3/3. Được chưa? Vậy mình có đây là K ha, K Q1 chia cho căn A căn 3/3 tất cả của bạn bình phương lên. Rồi căn 3/3 bình phương là mình được 3/9 là 1/3. Vậy là nó bằng gì? Nó bằng 3K Q1 chia A bình. Đúng không? Rồi, tiếp.
Vậy thì cái này bằng nhiêu? À, tự bấm ra nha, bấm ra rồi ai ra được đáp án nhắn cho thằng trực tiếp. Rồi tại ô vẽ vector lên, hai thằng đều dương. Rồi hệ đều dương nó bằng bằng nhau nữa. Đây, đều dương còn bằng nhau. Dương là hướng ra ha, đây hướng ra. Tiếp, hướng ra, đây. Cho nên vector tổng hợp của nó. Đây là chưa? Đây là e a e của e tại o nè, e của a b lên o nè. À, cái thằng bên này là e dọc a lên o. Hay là e một o vậy đó. Thằng này là e e 2 lên o. Rồi, vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là e một o bằng e 2 o. Đúng không? Mà e 1 2 ô e tại ô lúc này ha là bằng e 1 ô nè cộng cho e 2 ô. Nhớ ký hiệu mình đồng nhất cách ký hiệu của mình lại ha. Lấy suy ra e 1 2 ô nó bằng là 2 e 1 ô nhân cho cos của góc ở giữa, cái góc nhỏ nhỏ. Đây góc này. Góc này bằng nhiêu? Tam giác đều ha nên góc này là bằng 60 độ. 60 độ là bằng 1/2 ha. Vậy đúng bằng e 1 ô luôn á. Bấm bao nhiêu vậy? Như ra được 3.000, tính cái này là được 3.000 đúng không? Được chưa? Đó hoặc là dụng gì, hoặc là mình thấy tam giác đều quá, nhìn vô thấy rồi góc 60 nhìn quen ha, cạnh bằng nhau, tam giác đều qua cạnh đều bằng nhau hết. Rồi câu B. Đặt thêm một tích Q3 tại C. Rồi Q3 nằm đây. Để cho cường độ tại O bằng 0. Trời ơi, con nít E3O ha. Cộng cho E gì? 1 2 lên O bằng 0. Vậy đây suy ra rằng là E 1 2 lên O bằng trừ E 3O ha, suy ra độ lớn. Độ lớn chúng bằng nhau. Và hướng chúng ngược nhau. Rồi hai độ lớn bằng hướng ngược. Vì tự động biết là E3 nó phải hướng theo chiều. Chiều dương. Nó hướng ra nè. Thấy không? À vậy suy ra quy. Từ dưới này suy ra quy 3 dương luôn đi ha. Rồi tự tính nha. Trời ơi. Mấy con này dễ ạ. Từ cái E1O mà E2O nè. Tự tính luôn ha. Tiếp. Rồi lực điện lên Q3. Ôi trời, lực điện Q3 thì quá dễ ha. Dùng lực, dùng công thức lực lực Coulomb cũng được. Hoặc là các bạn có thể dùng gì? Các bạn có thể vẫn tính được E1 lên C ha. Và E2 lên C. Và sau đó mấy đứa tính là gì? À E tại điểm C nó đúng bằng Q3 nhân cho E1 2 lên C. Công thức lực điện ha. Đúng không? Tại Q3 mà. Q3 thì đâu có cái đố thằng 3 đâu gây ra điện trường tại điểm đó đâu. Cho nên chỉ có E1 2 gây ra điện trường thôi. Rồi về tự tính ha, dùng lực Coulomb hay gì cũng được. Đây mấy này điện tích nó đều dương hết nên nó hướng ra. Giá trị của nó còn bằng nhau nữa. Được không? Rồi, con này có ai thắc mắc gì con này nữa không? Không đúng không? Ai có hú cái liền nha. Qua đó. Qua thiệt đó nha, qua nha.
Rồi. Bây giờ mình dưới dòng bên câu 2 cái thầy cái đi. Câu 2 bữa chưa là chưa sửa. Không ai thắc mắc gì con này đúng không vợ? Nhớ nha, ai thắc mắc gì thì có thể cứ nhắn riêng qua cho thầy được ha. Rồi bây giờ đọc cho 30 giây đọc đề và vẽ hình câu 2. Rồi đọc đề nè. Chân không 4 điểm MCD. Tạo hình chữ nhật ABC. Hình chữ nhật hả? Lấy hình vuông rồi kể nha. Cứ coi như hình chữ nhật nha. Sorry, giờ lấy hình vuông bả rồi. Rồi AD bằng 3. AB bằng 1. Mình vẽ hình chữ nhật nha. Thôi tôi vẽ lại rồi. Thôi mình lười quá. Đó, có thời gian thêm về vẽ hình nó vẽ lại đi ha. AB bằng 1, AD bằng 3. Vậy AB dài ra một tí. BC D. Rồi hình chữ nhật có hai đường chéo. Chéo là chéo xuống. Rồi ba điện tích đặt tại ba điểm ABC. Tại B á, đây là Q1 nè, tại Q2 nè, Q3, mà Q2 đây là giá trị âm đề cho sẵn. Bây giờ để cường độ điện trường tại D bằng 0, xác định Q1 và Q3. Đó, nó cho AD bằng 3 ha. AB bằng 1 xăng. Rồi vậy thì nó nói gì? Đọc đề mình thấy dữ kiện cho rõ ràng nhất đó là cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng 0. Thấy không? Vậy mình ghi liền luôn. AD, ED chứ bằng 0 ha. Và bằng gì? Bằng E1D cộng E2D cộng cho E3D. Được không? Ok ha. Mà mình biết được thằng nào rồi. Mình biết được E2D nè. Cho nên đây mình để riêng E2D một bên. Bên kia tất cả còn lại là E
1D và E3D chưa biết. Thằng này chưa biết hả? Rồi. Vậy thì bây giờ tương đương với gì? Mình đặt chung tên lại. Mình gọi cái đống này nè, đó là E13D như cách mình hay làm ha. Rồi giờ mình vẽ vector E2D trước. E2, Q2. Q2 âm đúng không? Nên là E tại D sẽ phải hướng hướng vô. Đây. Đây là E2D. Rồi, vậy bây giờ mình bắt đầu suy nghĩ nè. Từ đây ha, mình suy ra được hai điều. Đầu tiên là E2D nó phải ngược chiều với lại E13D. Và cái thứ hai là độ lớn của hai này nó phải bằng nhau ha. Rồi bây giờ, nếu như hai thằng điện tích này đều âm, nghĩa là đây E3 E1D hướng vô. Vậy thì có bao giờ cái vector tổng hợp E13D này nó ngược chiều được không? Được không? Nếu như mà hai hướng, hai thằng hướng âm như vậy á, có giờ ngược chiều được không? Trả lời có hoặc không thôi. Có hả? Có hay không? Nhắn đi, nhắn cái đi. Hello. Có hay không nè, nó như cả hai lần đều âm ha, nghĩa là nó hướng vô hết nè. Thì có bao giờ E13D nó hướng ngược chiều với E2D không? Mình biết rằng là E2D nó hướng vô trong như vậy nè. Ừ đúng rồi, không đúng không? Sao hướng vô hai thằng này vector nó như thế này rồi. Thì tổng hợp hai này nó cũng phải hướng vô trong luôn, vậy không thể là ngược chiều đúng không? Mà để ngược chiều ha, thì cái thằng E13D của mình đó, nó phải hướng như thế này nè. Thấy không? Nó phải hướng như thế này. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là điều này tương ứng với việc á. Đó là cả hai thằng này phải đều dương ha. Nó phải đều dương. E1D và E3D, nó E1D và E3D nó cũng phải đều dương. Để cho gì? Để cho vector nè nó hướng ra. Một thằng âm một thằng dương cũng không được nữa. Đây ví dụ như một thằng một dương đi ha. Đây để vẽ một một dương trước. Đợi tí nó bị gì. Đây thằng một dương ha, mà thằng ba âm hướng vô. Vậy nó sẽ chéo sang vậy rồi. Nó chéo sang vậy là nó cũng không bao giờ trái hướng được, nên chỉ có một trường hợp duy nhất thôi. Đó là cả hai thằng này nó phải đều dương. Đây đều dương ha. Rồi, vậy thì từ đây mình suy ra được rằng là từ cái ngược chiều này nè, mình có được rằng á đó là Q1 và Q3 nó phải luôn dương. Đây cái quan trọng ha là mình có tự hướng. Nói chung là phần này ha, từ cái mình suy được từ triệt tiêu á, suy được hai ý đúng không, ngược chiều và bằng nhau, thì chắc chắn từ ngược chiều này mình sẽ suy ra được giá trị về hướng, và còn cái cuối này là mình suy ra được là độ lớn ha. Nhưng mà bây giờ mình chẳng biết E1 là nhiêu, E3 là bao nhiêu hết. Đây là E1D nè, đây là E3D nè. Vậy thì tổng hợp thằng này ha, đây chính là E13D. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải làm gì đây? Rõ ràng là mình biết được các cạnh ở trên này rồi nè. Đúng không? Biết được các cạnh ở trên này. 1 xăng, 3 xăng. Nghĩa là mình phải tìm được cái mối quan hệ giữa những cái tam giác nhỏ dưới này. Đúng không? Những cái tam giác nhỏ nhỏ dưới này nè.
và cái hình ở bự chà bá ở bên trên, tại vì nó cho cạnh của hình chữ nhật lớn mà, đúng không? Nhớ ha, cái kiểu làm cho hình vẽ vậy đó là chắc chắn là phải tìm được mối quan hệ giữa các góc ha. Nhất là mình sẽ đi tìm được các hàm số lượng giác cos phi tan phi cái kiểu á. Đây, ở đây mình có tan alpha. Có alpha đây ha. Bây giờ muốn tìm được Q1 và Q3. Đúng không? Muốn tìm được Q1 và Q3 ha. Mình dự đoán xem mình cần tìm gì. Mình phải tìm được E1 D và E 3D. Đúng không? Đúng không? Mình phải tìm được hai này. Rồi, từ cái thằng này, từ E2D bằng E13D, tính giùm thầy một cái coi, E2D bằng nhiêu? E2D bằng nhiêu nè, tính ra kết quả giùm. E2D bằng K ha, KQ2 chia cho BD bình. Rồi tính thử cái coi. E2D bằng mấy? Bấm máy tính liền nha. Được ha. Để cho tiền Q1, Q3 đó, nó gợi ý với mình là tìm được E1D và E3D đó. Giờ tính thử coi E2D ra nhiêu nè. Mình có Q2 rồi nè, có trước luôn rồi nè. Có các cạnh của tam giác bên trên luôn nè. Rồi ha, tự tính đi ha. Tính coi ra nhiêu đó, tùy. Rồi bây giờ, vậy thì mình dùng về lượng giác đúng không? Nghĩa là từ cái này mình đã có được đằng E13D rồi. Bây giờ mình thử xem ha. Mình cứ dùng những hàm số lượng giác mình thế vô thử. Bây giờ thầy dùng hàm cos trước nè. Được không? Cos alpha. Cos alpha ha. Cos alpha bằng gì? Nhìn tam giác nhỏ bên dưới ha. Là kề chia huyền. Đúng không? Kề chia huyền. Tay kề đây. Huyền đây. Vậy nó là E1D chia cho E13D. À, E13D có rồi nè, thấy không? E13D có rồi. Rồi, giờ cos alpha nó còn bằng gì nữa? Mình để ý ha. Cos alpha này đúng bằng cos alpha ở trên. Trên này luôn. Mà 1 xăng thì đây cũng 1. 3 xăng đây cũng 3. Đó, cái này cos alpha nó bằng là kề chia huyền luôn ha. Cái cạnh BD này là căn của 3 bình, còn 1 bình đó là căn của 10. Đây là căn 10 ha. Nguyên cái cạnh BD là căn 10. Vậy là cos ha, kề chia huyền là bằng 3 chia căn 10. Được không? Ở đây mấy em không tính EBD 113D cũng được. Thì ở đây mình thế vô mình làm thôi. Đây, nó bằng với lại là K. E1D là Q1 chia cho AD bình chia cho K của 13D ha. 13D. 13D thì nó bằng gì? Nó bằng E2D. Đúng không? 13D nó bằng E2D mà. Cho nên mình ghi E2 luôn là K ha. Q2 chia cho BD bình. À vậy nó bằng gì? Nó bằng trị Q1 chia Q2 nhân cho BD bình chia AD bình. Và nó bằng gì? Q1 chia Q2 trị ha. BD là căn 10. Căn 10 bình phương là 10. AD bình là 3. 3 bình phương là 9. Đó, từ đây tự chuyển vế ha. Tính được Q2. Ơ Q1 chứ. Sẽ được đố Q1. Rồi, tính thầy có này ra nhiêu? Ok không? Mình cứ dùng các hàm lượng giác, mình cứ dùng đại sin cos tan cos tan gì đó. Tính coi Q1 ra nhiêu. Nghĩa là ở đây mình không cần tính ra giá trị của E cũng được ha. Hỏi tính đi. Tính chi? Mình dùng cos dưới này luôn rồi. À
Alo, tính giùm nha. Tính rồi nhắn đáp án qua cho thầy đi. Ai cũng phải tính. Nhắn riêng qua tin nhắn riêng á. Ai cũng phải tính hết. Rồi, xong mà tự tính thầy ha, tương tự làm thầy quy 2 bằng nhiêu. Ai cũng nhắn qua đáp án với thầy nha. Tự làm được và tự tính ra nha. Không làm được thì nói không hiểu. Nhắn đi, nhắn đi. Sao tính quy 2 hả? Mình cứ dùng tiếp cái alpha đó, mà bây giờ mình dùng hàm lượng giác khác. Ủa gì? À tính quy 2 hả? Để cho quy 2 mà. À quy 3, ờ thì mình dùng hàm lượng giác khác. Thì là E3D của mình ha. Đây nè, nó là cạnh dưới này luôn. Giờ thử xem coi mình dùng hàm gì. Rồi mình lại chia tỷ lệ tiếp. Được không? Nãy mới dùng code rồi, giờ mình kiếm hàm nào nó có thằng E3D nữa. Ủa là sao thì Q2 bằng mấy là sao? Q2 đề cho mà. Q1, ok, nhầm, Q1. Rồi tính đi, chứ anh gửi qua thầy coi thử. Nhắn riêng cho thầy hết nha, ai quả nhắn á thì đếm đủ 10 bạn á. Nhắn quy 1 trước. Nếu mà biết làm thì nhắn nha. Cho 2 phút nữa nha.
Không đúng. Khánh Minh không đúng. Thì mình thấy cái chết chết đáng trong đề cương rồi. Chết đáng đề cương không có đúng. Sơn bấm ra chưa? Hải bấm ra chưa Hải? Ủa còn bạn không, bạn nào vậy ta? Không là ai? Sao trừ được thiên kim? Nãy mới nói hay là phải dương thì nó mới hướng ra thì nó mới ngược chiều lại chứ. Mới chứng minh trên này nè. Thấy không? Chứng minh dương. Nhưng mà đáp án của thiên kim ok rồi đó hả? Phát minh vẫn không đúng. Ok, của Khoa đúng rồi đó. Nhưng quy 1 đúng rồi ha. Rồi quy 3 là nhiêu nè? Chắc không đó Phúc. Rồi tính luôn 13 thử coi. Ủa Khoa, Khoa nhắn 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 riêng nha. Trời ơi nó đau thiệt chứ. Khánh Minh ra chưa? À quên, à đúng rồi. Uyên được chưa Uyên? Châu Hải nữa nè. Sơn nữa. Thảo ơi. Bấm không ra được. Trời ơi bấm ra nhìn này ha. Thấy không? Thấy này bằng 3 căn 10 chưa? Đóng bằng 3 căn 10 rồi đúng không? 3 chia căn 10 rồi. Vậy thì chuyển vế lên đúng không? Vậy quy 1 chia quy 2 bằng nhiêu? Quy 1 chia quy 2 là bằng 3 phần căn 10. Đúng không? Nhân cho nhiêu? Nhân cho 9 phần 10. Đúng không? Bằng. Rồi lấy cái đống này mình nhân cho Q2 kìa. Q2 là 12,5. Nhân 10 mũ trừ 8. Bằng. Thấy không? Con số này là 1,067 đó. Rồi ôi. Được chưa? Cái là 1,07 nè. Nhân 10 mũ trừ 7.
Rồi ha. Rồi tương tự thằng sin. Tại vì mình thấy nó E3D, mình cần tìm E3D nè. Đối chia huyền ha. Huyền của mình là E13D. Mà E13D thì ghi trên rồi, đúng là bằng E2D luôn. Cho nên cái này bằng là E3D ha. Là bằng K Q3 chia CD bình phương chia cho K nhân cho Q2 chia cho BD bình. Đó, làm tương tự đi. Rồi bạn lại bấm ra cho thầy đọc đáp án thầy cái coi. Ghi đáp án thôi thầy. Nhanh chóng lên. Ok, Kim Kim đúng rồi ha. Tiếp với bạn khác. Rồi, Cường bấm sai rồi. Bấm lại đi nào. Uyên được chưa Uyên? Hải được chưa Hải? Ok, Uyên đúng rồi ha. À không, mũ sai, mũ trừ 9 mới đúng. Mũ trừ 9 nha. Thảo Q3 sai rồi. Sin là bằng đối chia huyền đúng không? Sin đối chia huyền là 1 phần căn 10. Rồi thì cái này suy ra ha, Q3 của mình đó nó bằng là Q2 nhân cho 1 phần căn 10 nè, nhân cho CD bình chia BD bình ha. CD bình là 1, BD bình phương là 10, là bằng Q2 chia cho 10 căn 10 đó. Ok Cường, đúng rồi. Thấy không, Q2 chia 10 căn 10 ha. 12.5 nhân 10 mũ trừ 8 nè, chia cho 10 căn 10 bằng đó, 3.895 nhân 10 mũ 9 ha. 3 số 0, 6 số 0, 9 số 0 nữa nè. Được không? À ok. Rồi ha, bấm này ra đúng là bằng là 3.95 nhân 10 mũ trừ 9 ha. Cái gì về bấm lại thử nha. Ui, máy cực ghê. Tiếp nha. Rồi xong hết con này chưa? Có ai chưa ok không? Có ai không ok không? Rồi, ai ok rồi thì thả một react đi, rồi mình qua câu số 6. Tiếp tiếp nào, thả tiếp nào.
biết thế nào được học on lại, học off lại nữa. Rồi ha, có ai không ok không? Có ai không ok nói liền nha. Qua nha, qua nha. Ok, để tới đó rồi tính. Tới đó tính hả? Mình nhớ làm học bài đàng hoàng đi, bài kiểm tra cao đi. À, mấy bạn nào mà được lên bảng vàng á là sẽ có quà đó nha. Hôm bữa có lớp mình có một bạn được lên bảng vàng đó. Hôm sau ráng lên, lên bảng là có quà liền. Rồi, câu số 6. Cho hình chữ nhật ABCD có AB bằng 6, BC bằng 8 tại ABD. Rồi, hình chữ nhật ABCD ha. Đây. À, trời ơi. A B C D. Tại ABD ha, ABD là ba điểm đích điểm. Đây A quy 1, B đây quy 2, C đây quy 3. Chỉ biết rằng quy 3 ở D, rồi quy 3 ở D chứ. Quy 3 ở D là âm. Được chưa? Rồi giờ tìm lực điện tổng hợp tác dụng để nó là lực điện tổng hợp tác dụng lên quy 3 nè. Nghĩa là gì? Nghĩa là F tại quy 3 nó bằng là 3 newton và nó có phương song song với AB. Đúng không? Rồi, vậy xác định quy 1 và quy 2. Rồi, giờ xác định quy 1 và quy 2 ha. Rồi bài này thầy muốn mấy em làm theo kiểu điện trường hết. Được không? Làm theo kiểu điện trường hết. Cho nên bây giờ mình phải đổi ra điện trường một tí. Đó là mình biết F tại 3 đúng không? Nó sẽ bằng là trị quy 3 nhân E tại 3. Để đỡ cái tính đó mà. Để suy ra được rằng là E3 nó bằng là F3 chia cho quy 3 đúng không? Nghĩa là đây chính là từ cường độ điện trường tổng hợp tại 3 nè. Tại D ha. Rồi coi bằng nhiêu vậy? Chia coi ra nhiêu? Lấy 3 chia hay 3 chia 5? Sáu nhân mười mũ bảy đúng không? Sáu nhân mười mũ bảy volt trên mét. Rồi vậy mình có e hướng nặng e như vậy rồi. Bây giờ muốn cho cường độ điện trường tổng hợp tại đó có phương song song AB, đây cái quan trọng ha, cái phải lập luận nè. Được chưa? Cái phải lập luận nè. Thì bây giờ cường độ điện trường tổng hợp tại e ba ha là e tại d đúng không? Nó bằng là gì? E1 lên D cộng E2 lên D. Có E3 lên D không? Có cái này không? Có không? Nhắn coi có hay không. Quý ba là tại D nha. Vậy thì có E3 lên D không? Có không? Rồi bạn nó có, bạn nó không, có hay không nè. Nhấn qua cái nào. Ok không?
Rồi ha, nhớ nha, không có nha. Tại vì sao? Tại nằm tại điểm đó mà. Điện trường do những thằng khác gây ra thôi, những thằng xung quanh gây ra thôi ha. Rồi mà đề còn bảo là để cho ED nó gì? Nó song song AB, đúng không? Giờ ngồi lập luận đi. Giờ có mấy trường hợp. Trường hợp là gì? Cả hai thằng đều dương. Trường hợp 2 là cả hai thằng đều âm. Rồi thằng âm thằng dương. Rồi giờ nhìn thử nè. Nếu cả hai thằng đều dương ha, nghĩa là Q1 hướng E1 hướng này. Đó rồi, E1 hướng hướng lên đây chứ. Cả hai thằng đều dương thì E1 hướng này, đúng không? E2 hướng này. Ui, tổng hợp cái đó ra cái này luôn mất tiêu rồi. Đúng không? F song song với AB, F song song với AB nghĩa là E nó cũng song song thôi. Tại vì mình có F bằng gì? F bằng QE. Được không? F bằng QE ha. Rồi như vậy thì nó có song song được không? Có không? Không. Đúng không? Vậy hai thằng dương không được. Rồi, giờ tiếp. Giờ thằng dương thằng âm. Hai thằng được âm chứ. Hai thằng được âm ha. Đây. E2 đây, hướng vô ha. E1D đây, E2D đây. Lát hồi E tổng hợp nó cũng hướng vô vậy. Cho nên nó cũng không có song song được. Đúng không? Vậy bây giờ thử trường hợp một thằng dương một thằng âm coi sao ha. Rồi giờ thử một thằng dương thằng âm. Bây giờ nếu như ha, Q1 dương. Q1 dương mà. Rồi nếu như Q1 dương ha. Rồi, Q1 dương, Q2 âm. Thì nó có song song được không? Được không nè? Rõ ràng là có hả? Phải không? Và ngược lại ha, nếu Q1 âm và Q2 dương thì tổng hợp nó có thể ra hướng này, có thể song song. Đúng không? Cho nên là tại đây mình suy ra được rằng đó là Q1 và Q3, Q2, Q1 và Q2 nó phải trái dấu nhau. Được chưa? Đó, từ cái lập luận bằng hình vẽ của mình ha, thấy được rõ ràng hai thằng này nó phải trái dấu nhau. Ok không? Được ha. Rồi, cái chỗ mà F song song AB nè, tại vì đề nó cho là gì? Đề nó hỏi là thì F tổng hợp lên 3 song song với lại AB. Nhưng mà F3 thì bằng gì? Bằng Q nhân cho E3. Đúng không? Hay là E tại D đó ha. Vậy từ đây là E tại D ha. Từ đây giờ rõ ràng rằng là ED nó cũng phải song song với AB luôn. Cho nên mình làm hai cái đều như nhau hết. Được không? Rồi đề này nó hiền. Nó hiền chỗ nào? Nó hiền ở chỗ là cho song song với AB. Nhưng mà gặp thầy ha, thầy sẽ không cho hỏi như vậy. Thầy hỏi kiểu khác. Vậy lỡ như trong trường hợp F tại D ha, nó cho cùng chiều với AB luôn. Thì khi đó mình phải làm cái gì? Mình biết được hai là trái dấu nhau trong trường hợp song song rồi nè. Vậy thì là cùng chiều thì sao? Nếu như cùng chiều thì sao? Rồi ha, bây giờ hỏi thêm á. Nếu cùng chiều ha, thì sao? Này, ví dụ ha, F3 cùng chiều AB ha, AB hướng từ trái sang phải ha, cho nên là F3 nó cũng sẽ hướng từ trái sang phải. Vậy thì E của mình nó phải hướng như thế nào? Đây. Nếu như cùng chiều AB ha, đấy là câu hỏi thêm thôi. Nếu như nó kêu là lực điện tại 3 cùng chiều AB, thì bây giờ hướng của E tại 3 như thế nào? Nhắn thầy thử xem. Nhắn riêng nghe.
Rồi một bạn là Q1 lớn hơn 0, Q2 bé hơn 0 và như hình thầy vẽ đúng không? Nghĩa là lúc này E3 hướng về C. À, một bạn cũng nhắn là hướng về C. Rồi một bạn khác nói là hướng ngược lại. Rồi bạn khác thì sao? Thử suy nghĩ xem. Một bạn khác là nói hướng E3 và hướng ngược lại. Rồi một bạn nói là hướng về C. Rồi ha, trời ơi, ra cái này là chết liền. Chết một đống luôn rồi đó. Chỉ có một bạn đúng nãy giờ thôi. Mình có F3 bằng gì? Bằng Q nhân E3. Nhưng mà nhớ thầy nói hôm bữa không? Nếu Q dương thì sao? F cùng chiều E. Còn nếu Q âm thì F nó sẽ ngược chiều với E ha. Mà Q3 âm hay dương? Q3 âm. Thấy không? Q3 âm. Cho nên là lúc này ha, F3 hướng song song AB rồi nè, là hướng từ trái sang phải ha, cùng chiều AB chứ, cùng chiều AB trái sang phải. Thì thằng E3 lúc này nó phải hướng ngược lại. Nó hướng từ phải sang trái. Và lúc này chắc chắn rằng là Q1 phải âm và Q2 phải dương. Ok không? Được chưa? Nhớ kỹ cái hệ quả này nha. Trời ơi, thấy chưa? Họ lý thuyết con này cái là đi liền một mớ rồi đó, thấy không? Ok không? Đó, ok ha. Rồi, đó, hỏi thêm thôi. Giờ mình quay lại con này đi. Mình quay về con này. Được rồi, bạn khác ok, cái hỏi thêm rồi đúng không? Giờ quay lại con này ha. Q1, Q2 trái dấu. Vậy mình có hai trường hợp. Trường hợp số 1 đó là nếu như Q1 dương, Q2 âm. Các bạn như thế nhớ kỹ ha. Nhớ cái hệ quả này nha. Q1 dương, Q2 âm. Rồi Q1 dương, Q2 âm ha. Là như hình vẽ trên mình nè. Nghĩa là đây là E2D. Cái này là E1D ha. Thì tổng hợp của nó lại. Là ED. Đúng không? Thì do mình có gì? Mình có rằng là ED song song với lại AB. Mình quay lại câu của mình rồi nha. Là không có cùng chiều nữa mà là song song thôi. Nên có hai trường hợp. Đó. Vậy tại đây suy ra rằng là gì? Mình cứ đề hỏi Q1, Q2 mà. Thì mình dự đoán luôn. Mình cần tính gì? E1D và E. E2D đúng không? Mình tính E1D và E2D. Rồi. Rồi mình dự đoán luôn. Mình phải cần tìm gì? Mình có được Q3 rồi. Là mình có được E tổng hợp tại 3 đúng không? Nó là ED. Đây chính là ED. Đây. Thằng này chính là ED luôn nè. Vậy thì mình tìm những cái hàm lượng giác dính đến thằng ED đó. Đúng không? Rồi, giờ nhìn nè. Giờ mình lấy cái góc nào thì ta? Lấy góc này đi. Giờ thích lấy góc nào cũng được ha. Alpha. Bây giờ mình cần kiếm cái hàm nào đó dính thằng ED này. Đúng không? Tại vì mình có ED rồi. Rồi ED. Dùng code alpha. Rồi kề ha, kề chính là ED. Chia cho huyền ha, huyền chính là E2D. Đúng, ED có chưa? Có rồi ha, để đó. E2D là bằng K, Q2. Chia cho Q2 đến D là thằng này BD đúng không? Đó, chia cho BD bình. Đó, vậy là ED ha. Chia cho K nè, nhân Q2. Chia cho BD của mình là nhiêu? AB là 6. BC là 8 ha, nhưng này cũng là 8. Rồi 6 bình cộng 8 bình. Là cái cạnh này bằng 10. Được chưa? Vậy đổi đơn vị ra ha, 0.1 bình phương. Rồi thì cốt cái này là mình đang dùng trong cái tam giác này nè, tam giác nhỏ.
Bây giờ mình phóng lên tam giác lớn luôn. Thì cốt này bằng gì? Kề chi huyền ha. Kề chi huyền là cái cạnh này là 6 nè, cạnh nhỏ là 6, chi huyền là 10, ở đây là 6 phần 10. E tại D có rồi ha. Rồi, chị đây tính ra cho thầy coi quy 2 của mình ra nhiêu. Rồi tính quy 2 ra nhiêu ha. Rồi tương tự luôn, tương tự luôn. Để em tính được quy 1 á thì dùng mình kiếm E1D. Mà E1D là cạnh này nè. Đây, cái này chính là E1D nè. Mình dùng hàm gì? Đối chia huyền đúng không? Có E2D là kìa. Đối chia huyền. Đối chia huyền ha. Đối chia huyền. Đúng không? Đối chia huyền hoặc dùng gì? Tan cũng được. Đúng không? Dùng tan alpha là đối chia kề ha. Đối chia kề là E1D chia cho ED. Rồi tự làm tính thầy coi quy 2, quy 1 ra nhiêu. Rồi tự làm 5 phút. Nhanh chóng lên. Nhanh chóng lên. Thầy ơi, sao nghe nghe cái trường hợp mà cái F á, cùng phương cùng chiều với AB con chưa có hiểu này. À, cùng phương cùng chiều với AB, à cùng phương cùng chiều với AB đúng không, là cái hồi nãy bài đoán bổ sung thì nói đúng không? Rồi nếu như ha, bây giờ nhưng mà cái chỗ này mà song song với AB được không? Cái chỗ mà song song với AB thì là nó có hai là trái dấu nhau, được chưa? Dạ được. Rồi vậy bây giờ nếu như đề nó hỏi kiểu khác, nó hỏi là nếu như ha F3 nó cùng chiều với AB luôn á, đúng không? Nghĩa là nó sẽ hướng từ trái sang phải, đúng không? F3 sẽ hướng từ trái sang phải như vậy, do cùng chiều với AB mà. Tuy nhiên là mình có gì? Mình có rằng á là F3 nó bằng là quy 3 nhân cho E3 là ED đó. Đúng không? Mà quy thì mình nhớ rồi, trong cái trường hợp kia mình có hai trường hợp. Một là quy dương, hai là quy âm. Lý thuyết của phần biện trường đó ha. Thì khi quy dương thì là F nó cùng chiều E. Còn quy âm thì là F nó ngược chiều E. Cùng chiều thì sao? Như là F3 nè, nó bằng 4 lần E vậy á. Thì hai thằng đều dương, dương trái dương thì phải cũng dương. Còn ngược chiều là sao? Nghĩa là F3 nè, nó âm mà, nên này là dấu trừ ha, trừ 4 ED chẳng hạn. Ví dụ thôi nha, ví dụ số 4 thôi ha. Thì bên kia dương thì bên kia nó sẽ âm, nó sẽ ngược chiều lại. Được không? Được chưa, được chưa? Nhớ ha, nhớ cái hệ quả này nha. Quy dương thì F và E ngược chiều, cùng chiều. Quy âm thì F và E ngược chiều. Rồi các bạn còn lại tính quy 2, quy 1 liền nha. Cho 5 phút đó, từ giờ đến 7:45 đó. Làm sao làm rẻ lên. Vâng, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Một bạn làm đúng rồi đó.
Mấy bạn khác nhắn qua thầy cái nha. Để các giờ có mấy bạn chưa nhắn bao giờ á. Ok. Nhưng mà Q2 trường hợp là Q2 âm ha. Tiếp tiếp các bạn còn lại. Nhớ để trên là tuyệt đối, xong rồi ở dưới mình phá trị ra theo đúng cái gì mình lập luận bên trên ha. Mình cho trường hợp V1 dương, V2 âm đó, thì phá trị ra thì phải dương âm đúng đó nha. Còn bình thường thì nhớ là vẫn phải để trừ tuyệt đối. Đừng quên trừ tuyệt đối ở trong những bài này. Dương thì mình phá trị là dấu cộng, còn âm thì phá trị ra là dấu trừ. Tính ra chưa Sơn? Kim Châu. Đức Hải. Rất tiếc là đã đúng. Thấy cái đề cương đúng hả? Hơi tiếc. Tính là Q2 hết chưa? Ui trời ơi, nhắn lên cái này nè. Trời ơi. Hả, tính là chưa hỏi. Sơn. Chậm quá là lát hồi khỏi ra chơi đó nha. Ok. Năm chín là 69 á. Năm sáu chín chứ.
Q1 là 5.69 nhân 10 mũ trừ 5. Và Q2 của mình nó là 1.1 nhân 10 mũ trừ 7 ha. Và từ đây mình suy ra được rằng là Q2 âm cho nên nó sẽ là trừ 1.1 nhân 10 mũ trừ 7. Còn Q1 dương nghĩa là Q1 bằng cộng 5.69 nhân 10 mũ trừ 5. Rồi, đối với trường hợp 2, mấy em chỉ cần ghi chứng minh tương tự, đảo dấu lại Q2 bằng cộng thôi và Q1 bằng trừ ha. Ghi chứng minh tương tự lại là xong. Sao nghe? Q2 đó là mũ trừ 4. Trừ 4 nhầm, 10 mũ trừ 4, 10 mũ trừ 4. Ôi nãy đọc của ai mũ trừ 7 hết ta. Cường với Cường, coi lại với Cường, mũ trừ 4 nha Cường. Đổi đơn vị chưa? 0.1 bình nha, đổi đơn vị chưa? Rồi ha. Dễ nha, nó có này dễ ẹt rồi nha. Rồi giờ câu B nè. Cường độ điện trường tổng hợp tại D. Tính luôn rồi, 6 nhân 7 nè, thấy không? Khỏi làm câu B nữa. Câu C. Phải đặt tại C điện tích Q4 có dấu là như thế nào để Q3 cân bằng. Đây, đặt tại đây một điện tích có dấu như thế nào. Q4 đặt tại C ha, để nó cân bằng. Được chưa? Rồi thì bây giờ để thằng này cân bằng đúng không? Để thằng này cân bằng thì mình có gì? Để thằng tại D cân bằng nè, giờ đặt thêm Q4 nè. Để tại D cân bằng ha. Thì F tổng hợp tại D bằng 0. Điều kiện cân bằng. Nhớ chưa? Điều kiện cân bằng là tổng lực bằng 0 ha. Điều kiện cân bằng là tổng lực bằng 0. Cho nên tổng lực bằng 0 á, lúc này có F1D. Cộng F2D cộng F3D bằng 0. Điều kiện cân bằng. Nhớ chưa? Điều kiện cân bằng ha. Tổng F bằng 0. Hôm nay ghi ghê quá. Đi lại. Cái bên trên là trường hợp 2 chứng minh tương tự thôi nha. Tự chứng minh tương tự ghi một dòng chứng minh tương tự rồi suy ra đảo dấu này thôi, đừng có làm nhiều. Rồi điều kiện cân bằng là tổng hợp lực bằng 0. Mà mình nhớ rằng là gì? F tại D đúng không? Thì nó bằng gì? Bằng Q3 nhân cho ED. Đúng không? Lực cho thằng 1 gây ra tại D. Đúng không? Lực cho thằng F1 gây ra tại D. Chính là bằng gì? Bằng Q3 nhân cho điện trường do thằng 1 gây ra tại D. Đúng không? Thằng điện tích tại 3, thằng Q3 là giống như một điện tích thử vậy á. Nó nằm ở trong điện trường của ba thằng còn lại. Cho nên nó là thằng cộng gì? Cộng Q3 nhân E2D cộng cho Q3 nhân cho E3D. Được không? Ok ha. Nhớ nha, lực điện là gắn với lại cái điện tích chịu tác dụng lực. Được chưa? Lực điện là gắn với điện tích chịu tác dụng lực. Còn công thức E kia là gắn với điện tích nguồn quy lớn. Thì triệt tiêu đi. Mất tiêu hết. Cái này nó bằng 0. Cái này cân bằng nè. Nó bằng 0 nè. Đó. Vậy từ đây tương đương được điều gì? E1D cộng E2D bằng trừ E. Bên này E4 chứ nhỉ? 4D nha. 444 trừ E4D đúng không? Mà E1D và E2D, E1D và E2D nó chính là ED trong trường hợp trên. Nó chính là ED trong trường hợp trên. Được không? Đó bằng trừ E4D. Tới đây ok không nè?
nhắn cái này tới là ok không? Ok không? Ok, like cái đi. Được ha, nhớ nha, F là bằng Q E. Q là Q tại điện trường đó, tại cái lực, tại cái thằng điểm mà chịu tác dụng lực á. Sao pha qua cái gì? Không hình dung chỗ nào hả? Mày thấy ok nhắn thầy ok ok đó nha. Hoặc là react đi. Ủa, Thiên Kim với Châu được không vậy? Phúc ok không? Thảo ok đúng không? Mình dùng cái triệt tiêu cân bằng. Không, cái triệt tiêu cân bằng, triệt tiêu và cân bằng khác nhau nghe, nãy nói bên trên rồi đó. Triệt tiêu là điện trường nha, còn cân bằng là lực điện. Được không? Mình thường thường dùng chữ cân bằng là dùng cho lực. Được chưa? Chữ cân bằng á là dùng cho lực. Còn triệt tiêu á thì dùng cho cả hai, cường độ điện trường hoặc lực thì cũng được. Nhưng mà riêng cái chữ cân bằng này á là dành riêng thằng lực rồi. Được không? Ok, ủa đi. Ủa gì? Cứ hỏi ha, hỏi càng nhiều sẽ lòi ra những cái mình không biết. Ủa gì? Ủa gì? Sao hút F suy ra E vậy? F bằng QE phải không? Hồi mình học F bằng QE đúng không? Với E này là điện tích thử nè, hoặc là điện tích chịu tác dụng lực. Đúng không? Thì E tại D nè, tại D có điện tích gì? Q3. Thằng này chịu tác dụng lực của thằng 1, thằng 2 và thằng 3. Đúng không? Vậy thì F bằng Q nhân E. Mà Q hay dễ nhớ nhất là điện tích chịu tác dụng lực nha. Cho nên nó bằng Q3 nhân ED. Phải lại lúc sau á bằng Q3 nhân ED1 cộng Q3 nhân ED3 ED3 rồi cộng cho Q3 nhân cho E4 lên D. Được không? Q3 nhân E1D, Q3 nhân E2D, Q3 nhân E4D. Thì điện tích chịu tác dụng lực nhân cho điện trường do cái thằng gây ra lực tác dụng lên. Được không vậy? Cũng ly là được đúng không? Ok không? Ok không? Nhắn cái gì nhắn cái gì chứ. React là được rồi đúng không? Rồi vậy từ đây mình suy ra được rằng là gì? Là ED nó ngược chiều với lại E4D và ED nó bằng E4D. Vậy cái ngược chiều này nè, cái ngược chiều này nè, nghĩa là E4D ha, nghĩa là thằng E4D nó sẽ có ngược chiều với thằng ED ban đầu. Đây, thằng ED ban đầu của mình ha là hướng qua phải, vậy E4D nó phải ngược chiều lại. Vậy là E4D như thế này, đúng không? E4D như thế này có nghĩa là Q4 nó phải lớn hơn 0. Được không? Q4 lớn hơn 0 chỉ ra. Và độ lớn nó bằng. À, vậy thì suy ra được rằng là ED có rồi đó. ED là E ban đầu của mình đó, là 6 x 14 7. 6 x 7 nè. Đúng không? Nó bằng cái gì? Nó bằng với lại E4 là K nhân cho Q4 chia cho DC bình phương. Rồi tính với thầy Q4 bằng nhiêu? Là xong bài. Được không? Được không nè? Đây là tính được V4 đúng không? Rồi bấm ra nhiêu đi.
là 2.4 nhân 10 mũ trừ 5. Phải không? Tuy nhiên á, là ứng với hai trường hợp đúng không? Ứng với hai trường hợp, trường hợp 1, trường hợp 2. Thì trường hợp đầu tiên á, ED hướng sang phải. Đúng không? Hướng sang phải. Cho nên E4D hướng sang trái. Còn trường hợp số 2 á, là ED hướng sang trái. Tức là Q1 dương, Q1 âm, Q2 dương á. Thì lúc đó ED hướng sang trái ha. Thì khi này E4D phải hướng sang phải. Vậy nghĩa là ứng với từng trường hợp dấu của nó khác nhau. Với trường hợp 1 ha, trường hợp 1 là ED hướng sang phải, là hình vẽ này ha. Cho nên lúc này Q4 dương. Còn trường hợp 2 ED hướng ngược lại ha. Cho nên là E4D hướng sang phải, cho nên là Q4 âm. Được không? Được chưa? Nhớ nha, câu A mình hai trường hợp ha. Câu A mình có hai trường hợp á, một là Q1 dương Q2 âm, hai là Q1 âm Q2 dương. Thì cái hình vẽ của thầy ở trên đây nè là hình vẽ trong trường hợp Q1 dương Q2 âm. Thì khi đó ED á, nó hướng sang phía bên này phải. Mà trên đây mình lập luận rằng là ED nó ngược chiều với E4D rồi, cho nên E4D sẽ hướng bên tay trái. Còn trường hợp số 2 á, đây nè, là Q2 là Q1 âm Q2 dương á, thì khi đó ED của mình nó lại hướng bên tay trái. Mà E4D ngược chiều với ED, cho nên là E4D nó phải hướng bên tay phải. Nghĩa là nó hút về phía Q4, nghĩa là Q4 âm. Được không vậy? Được chưa Khoa? Thấy liếc mắt gì á? Sao mấy bạn còn lại ok không? Mấy bạn còn lại ai ok thì nhắn cho thầy một cái tin đi, hoặc là react cũng được. Hoặc không hiểu thì hỏi liền một lần nha, hỏi liền lập tức nha. Hỏi liền nha. Hay không hiểu chỗ nào thì hỏi liền nha. Nhớ ha, bài này hai trường hợp á ha. Nhắn đi một bạn nhắn rồi nè, một bạn react rồi nè. Rồi ai không hiểu thì nhắn một cái luôn. Được Minh Phúc. Huyền, Thảo, Khoa, Cường, Minh. Ok. Tiếp. Có bạn khác làm sao? Nhớ để ý hai trường hợp ha, nói lại ha, hai trường hợp ha, Q1 dương Q2 âm hoặc là Q1 âm Q2 dương. Rồi nếu như ok rồi thì mình nghỉ giá lao một tí, thầy để và thầy vẫn để bài ở đây cho mấy đứa ghi, ha. Thì mình có 10 phút để nghỉ giá lao ha. Đến 8:10 vô lại hết để mình làm thêm 1-2 bài để mình qua dạng cuối cùng. Nay phải xong dạng cuối thì nghỉ nha, không xong ở lại đó, nói rồi đó. Cho nên nhắn thầy dữ dội luôn đi, nhắn. Chứ mất công để thầy đợi, tốn thời gian. Rồi ha, nghỉ đến 8:10 nha.
Alo. Rồi, hiểu câu này chưa? Hiểu không? Mốt lỡ xui hay lỡ xui thì thầy có thể cho là gì? Thầy không cho là F song song AB nữa. Mà thầy nói đó thầy cho là F cùng chiều AB. Đó, thì khi đó phải lựa đúng trường hợp ha. Dương hay âm gì đó. Lựa đúng ha. Xui chứ. Được chưa? Rồi về ngẫm nghĩ con này xíu ha. Con này không có khó đâu. Con này chỉ có lập luận là hai cái một cái dương cái âm nó hơi nhằn ngoằn ngoèo tí thôi. Ok ha. Bây giờ mình sẽ sang câu số mình nói sơ về một vài câu để nào tập về nhà trước nè. Câu số 7. Rồi, hướng dẫn sơ mấy đứa về tự làm nha. Và về nhà cho mấy đứa tuần này á. Ủa, lắc hả? Đợi, 2 tí. Để qua trang đi. Rồi bây giờ câu số 7 nè. Câu số 7 là nói sơ thôi ha. Về tự làm của này. Rồi cho hai điểm tích điểm đứng yên. Cách nhau AB và 50 nhân thân không. Đúng không? AB đứng yên nè. Đây A đây. B đây. Rồi cách nhau 50 cm. Xác định cự ly hiện trường tại C. Biết CA bằng 30. CB bằng 40. 3, 4, 5 là tự hiểu. Tam giác hay tam giác gì? Tự hiểu ha, tam giác này là tam giác vuông, được chưa? Con số 345 đó. Trời. Rồi ABC ở đây, xác định vectơ cung điện trường tại C. Rồi tự hiểu, tự làm. Nếu đặt một điện tích Q0 ở C, tính lực điện tác dụng. Rồi ở đây xác định cho thầy luôn ha, phương chiều luôn nha. Rồi câu B làm sao để tính, nó như có tại EC rồi làm sao để tính lực tại C. Làm sao? Chỉ coi, nhắn qua coi EC bằng gì. Cái này tính giá trị Q3 nha. Đúng rồi, FC bằng Q0 nhân cho EC. Rồi các bạn còn lại. Các bạn còn lại sao? Không biết hả? Rồi không ai biết luôn, dữ vậy. Tính FC tính sao? Ủa, nhìn nó đúng mà, sao sai?
Mày còn lại sao? Nhanh chóng lên, nhanh chóng lên. Ủa, mà nhắn luôn, thiệt luôn. Giờ chịu nhắn không? Alo. Tính FC tính sao? Giờ nó có EC rồi, tính FC tính sao? Tính sao Cường? Có FC bằng Q0 nhưng EC thì nhưng mà em không biết Q0 ở đâu hết. Ủa để nó bảo kìa, xe đặt tại đâu? Q0 là nằm ở đâu? Nằm ở C. Đúng không? Thì nhắc lại ha, công thức F nè bằng Q nhân E ha. Công thức này á, Q này á chính là cái điện tích mà chịu lực điện. Nó chịu lực điện ha. Hay gọi cách khác là điện tích thử á. Thì ban đầu không có điện tích tại C. Thì tại C nó có điện trường thôi, là điện trường EC. Nhưng mà giờ có điện tích vào thì sao? Nó sẽ bị tác dụng lực. Đúng không? Và điện, và lực tác dụng bên QC ở đây. Do điện trường mà, là môi trường xung quanh điện tích. Khiến cho các điện tích nằm trong đó chịu tác dụng lực. Thì có Q3 ở đây, có Q0 ở đây nè, đó. Thì tự nhiên lại có. Có gì? Có lực điện thôi. Được chưa? Dạ. Ok ha. Rồi mấy bạn khác được không vậy? Rồi còn câu C. Về suy nghĩ. Câu C hơi khó tí. Chờ câu C hơi khó tí. Ráng chịu khó nghĩ giùm. Rồi bây giờ mình sẽ sang trang để nó bị lắc mất tiêu rồi. À, đợi hàng tí nha, đợi tí. Ủa mấy bạn khác được không vậy? Được thì nhắn cho thầy một tiếng chứ. Sao im ru chết rồi. Rồi bây giờ mình qua câu số 8. Câu số 8 này cũng về làm luôn ha. Nhưng mà thầy sẽ dặn dò một vài ý trước. Câu số 8 này nghe kỹ nè. Câu A, xác định vị trí M tại đó cường độ điện trường triệt tiêu, nghĩa là tổng E tại M bằng 0. Được chưa? Đó. Câu B, xác định vị trí điểm N để cho vector cường độ điện trường do Q1 gây ra và Q2 gây ra bằng nhau. Hai thằng E bằng nhau, nghĩa là ở đây ha là E1 bằng E2. Hai vector bằng nhau nha. Còn trên đây á là bằng E1 cộng E2 nè. Thấy không? À, vị trí M ha, E1M, E2M. Cái này là E1N, E2N. Từ đây nghĩa là E1M bằng trừ E2M ha. Nghĩa là thằng này là ngược chiều nè, thấy không? Câu A á là ngược chiều. Đây. Còn câu B là hai thằng như thế nào với nhau? Nó cùng chiều nhau.
Cho nên đọc đề mình để ý đề một tí ha. Để ý đề ha. Còn câu C. Câu C mình có biểu thức là E1 bằng 24 lần E2. Nghĩa là E1 gây ra tại B bằng 4 lần E2 gây ra tại B á. Nghĩa là điều gì? Mình sẽ có rằng là E1 nó cùng chiều với cùng chiều chứ. Tại vì dấu cộng mà thấy không? 4 lần là số dương mà. Nó sẽ cùng chiều với E2 ha. Và một cái nữa rằng là E1 độ lớn đúng bằng 4E2. Được chưa? Về tự làm câu này nha. Tự làm giúp thầy nha. Rồi còn câu 9. Rồi bây giờ còn câu 9 thì sao? Câu 9 á, mấy đứa sửa đáp án lại. Rồi thầy cho luôn rồi đó nha. Đáp án sửa lại xíu. Câu 9 về làm ha. Câu 9 sửa đáp án lại một tí. Đó là đổi ra ha, câu đáp án A nó sẽ là 2.8 nhân 10 mũ trừ 7. Đáp án B nó sẽ là cộng trừ 10 mũ trừ 7 C. Và E nó sẽ là 153000 vôn trên mét. Và 732000 vôn trên mét. Rồi mình có 2-3 bài tập về nhà rồi đó. Được không? Hình dung được 2 câu 7 câu 8 này chưa? Hình dung được chưa? Được không? Ai được thì cho một react đi. Đặc biệt câu 8 này nè. Phải hiểu rõ đề của mình nha. Phải hiểu rõ cái đề nói gì á. Rồi react cái nào. Ai không được thì nhắn một cái ha. Ôi, ai mới nhắn gì đúng không? Ok ok. Các bạn khác làm sao? Ok ok. Rồi ha, 7, 8, 9 về làm nha. Mấy bạn khác mà không nói gì đi á, tới lúc không hiểu đi á. Tại vì học online không có làm, dám làm gì trơn á, không làm được gì hết. Đợi mốt off đi. Rồi. Ok, tới lúc không hiểu inbox thầy ha. Ok. Nhưng mà nhớ cứ hỏi ha. Thế nhưng mà em cứ hỏi đi, hỏi không sao đâu, thầy không có phiền hết trơn á. Nói chung là cứ hỏi càng nhiều càng thích thú. Rồi bây giờ mình sang dạng số 4, dạng cuối cùng ha. Đó là bài toán về sự cân bằng của điện tích trong điện trường. Thì nhớ ha. Ví dụ như bây giờ thầy có một điện trường đều như thế này. Bài thường thường là gặp điện trường đều á. Đây, một đường sức điện trường như vậy. Được không? Bây giờ có một điện trường đều như vậy. Mà bây giờ có một điện tích nằm trong điện trường ha. Đúng không? Một điện tích, điện trường là E. Rồi, ai cũng phải nhắn qua lúc này lực điện tác dụng lên điện tích này bằng gì? Nhanh chóng lên, nhắn đi nhanh lên. Ép điện bằng gì? Lực điện nó dùng điện tích này bằng gì? Trời. Mấy đứa nhắn nha, tại để biết cả mấy đứa biết tới đâu chứ không là thầy đi nhanh quá rồi, thiệt mấy đứa. Rồi cho một điện tích quy ha. Bằng gì? Tiếp mới có hai bạn thôi.
Ok. F điện bằng Q nhân E ha. Nhớ nha, đặt trong điện trường thì bằng QE. Còn nếu như một điểm bất kỳ thôi, một điểm bất kỳ không có điện tích thì không có lực điện. Nhưng mà khi có một điện tích vô cái điểm đó một cái sẽ bằng điện tích đó nhân E. Được chưa? Và mình sẽ có hai trường hợp đó là gì? Đó là Q dương và Q âm. Đó, nói hoài đúng nha, nói quá trời rồi, nó lộn đi. Q dương thì sao? Lực điện cùng chiều E. Được không? Và nếu như Q âm thì lực điện nó sẽ ngược chiều E. Rồi ví dụ ha, ví dụ. Đây, ví dụ thầy có điện tích này, điện tích dương. Thì khi đó lực điện tác dụng điện tích này nó sẽ hướng sang phải. Được không? Đây, F điện. Còn lỡ như thầy có một điện tích này, một điện tích âm, Q âm. Thì lúc này lực điện nó sẽ hướng ngược chiều E, hướng sang trái. Được chưa? Để ý kỹ ha. Rồi, bây giờ lỡ như thầy đặt hang này vô một môi trường có điện đường xuất điện như vậy ha. Đây là đường xuất điện ha. Đường xuất điện như vậy. Nhưng mà thầy để không vận tốc đâu. Thì có phải rằng là hướng của các điện tích dương chuyển động á, hướng điện tích dương chuyển động trong này ha, hướng chuyển động của nó chỉ tác dụng lực mà, cho nên chuyển động của nó sẽ tuân theo định luật 2 Newton đúng không? Là lực điện bằng MA. Đúng không? Là chuyển động nhanh dần. Vậy thì để cho chuyển động nhanh dần á, thì thằng điện tích dương nè, nó sẽ chuyển động như thế nào? Nó chuyển động cùng chiều với điện trường. Được không? Và nó sẽ điện tích âm thì sao? Nó sẽ chuyển động ngược chiều với điện trường. Nếu hay để không vận tốc đầu ha. Hoặc là nó có vận tốc đầu và cho nó chuyển động nhanh dần á. Đó, để cho hạt nhanh dần. Được chưa? Tại vì ép điện hướng theo hướng nào thì chuyển động hướng đó. Rồi nhưng mà bây giờ lỡ như thầy đặt một điện tích dương, không điện tích âm đi, trong điện trường mà thầy lại cho nó một vận tốc đầu hướng sang phải. Thầy cho nó một vận tốc đầu hướng như vậy. Thì khi đó chuyển động của thằng này là chuyển động như thế nào? Nhắn cho thầy thử. Xem chuyển động nó như thế nào nè. Nhắn coi chuyển động nó nhanh dần, chậm dần hay là đều. Chính xác ha, có bạn nó đúng rồi đó. Đó là chậm dần đều ha. Nó sẽ chuyển động chậm dần đều. Lý do rằng lực điện tác dụng với thằng này hướng ngược về nè, thấy không? Nó sẽ chuyển động chậm dần đều cho tới khi vận tốc bằng 0. Và khi vận tốc bằng 0 lại thì nó sẽ chuyển động theo chiều ngược chiều điện trường, là theo chiều của lực điện. Nghĩa là nó sẽ chuyển động sao? Nó càng đi vô xong vận tốc càng giảm, tới lúc nó dừng thì sẽ vòng ra ngược lại, do nó có lực điện tác dụng. Được chưa? Ok ha. Rồi tiếp. Vậy thì nếu như ha, có một điện tích dương, bây giờ thầy cho nó chuyển động ngược chiều điện trường. Đây, vận tốc V ha. Đó, thì khi này điện tích dương nó chuyển động như thế nào luôn? Nó cũng chuyển động. Chuyển động gì? Chậm dần đều luôn ha. Tại vì nó ngược chiều điện trường, ngược chiều đối với lực điện. Đúng không? Nghĩa là nó sẽ chuyển động về phía này chậm dần, nó dừng lại. Rồi nó sẽ đi về hướng cũ nhanh dần của nó. Được chưa? Đây là tượng V bằng 0 đây nè. Đây là V bằng 0 nè. Đây là đổ chiều ha. Rồi, thấy ok chưa? Hiểu không? Hiểu bí thức này chưa? Ok không?
Được rồi ha. Được ha, được ha. React cái đi. Rồi bây giờ mình sang câu số 1. Câu số 1 có gì? Một quả cầu nhỏ bằng kim loại đặt trong dầu. Quả cầu có thể tích V. Khối lượng riêng, có nghĩa là khối lượng của nó là như đây. Dầu có khối lượng riêng là 800. Tất cả được đặt trong một đường điện trường đều. Biết rằng E hướng thẳng đứng từ trên xuống. Rồi tìm điện tích để quả cầu cân bằng lơ lửng trong dầu. Rồi ha, vậy đọc đề bình tĩnh ha. Quả cầu đặt trong cái đống dầu. Rồi giờ dễ đóng dầu ở trước. Đây ví dụ như khu vực này, khu vực có dầu. Đúng không? Quả cầu có thể tích, có điện tích luôn ha. Đây. Rồi tất cả được đặt trong điện trường đều. E hướng thẳng từ trên hướng xuống. Điện trường đều ha, nghĩa là nó cùng phương chiều, cùng độ lớn và cách đều nhau. Nghĩa là tại mọi nơi điện trường nó như nhau. Được chưa? Rồi, quả cầu này có một điện tích Q nào đó và đề nó kêu mình tìm điện tích Q. Vậy thì khi đặt trong dầu như vậy, khi đặt trong dầu như vậy, quả cầu chịu bao nhiêu lực? Nhắn cho thầy coi lực đó là những lực gì. Nhớ nha, tại vì bài nói là để quả cầu nằm lơ lửng trong dầu á, cân bằng lơ lửng nghĩa là cần phải liên quan đến tổng hợp lực bằng không, đúng không? Nghĩa là mình phải xem coi là tổng lực này là gồm các lực gì. Rồi một bạn nhắn là 3 lực, một bạn nhắn là 2 lực, vậy bao nhiêu lực nó mới đúng? Lẹ làng lên. Bao nhiêu lực đây? Rồi một bạn nhắn là 3 lực. Tiếp. Tiếp nào. 3 hay 2? Hay 4? Hay 1? 3 lực. Rồi một bạn 3 lực. Một bạn 4 lực. 4 lực gì vậy bạn? Một bạn là 3 lực. Rồi nhắn cho thầy 3 lực gì luôn, 4 lực gì luôn. Rồi một bạn là 3 lực. Rồi bạn 4 lực đâu mà nhắn thì em coi 4 lực gì. Móc đâu ra 4 lực. Rồi ha. 3 lực thôi nha. 3 lực thôi. Lực đầu tiên á đó là lực trọng lực nè, do có khối lượng. Đúng không? Là B. Thứ hai đó là lực điện trường, nhớ có điện tích nằm trong điện trường mà, đóng dầu có điện trường mà. Và số 3 là gì? Chất lỏng, nằm trong chất lỏng cho nên có lực đẩy Archimedes nữa và đóng này bằng 0. Được chưa? Ha, đó, vậy đóng này bằng 0. Đây. Rồi bây giờ mình chưa biết điện tích Q đề kêu, nghĩa là mình chưa tính được mình chưa thiếu tính được cái gì á, mình chưa tính được cái lực điện, cho nên ở đây mình chuyển hết lực điện qua một bên và mình chuyển hàng kia lại là bằng trừ B cộng cho FA. Nhớ kiểu này không? Mình chưa biết, mình đẩy nó qua một bên ha. Thì mình đặt chung cái này đi là bằng trừ lực F nào đó. Đúng không? Vậy từ đây nghĩa là gì? Nghĩa là mình có hai ý. Một đó là lực điện nó sẽ ngược chiều với lực F đó. Và lực điện nó sẽ giá trị đúng bằng lực F. Rồi về vẽ hình vô nè. Trước khi vẽ hình thì mình tính sơ sơ trước mấy lực cái đã. Đầu tiên mình tính được B đúng không? B bằng gì? B bằng cái này đi chứ. Đầu tiên mình có B bằng MG.
M là 9 nhân 10 mũ trừ 5 nhân cho G là 10 ha. 10 là 9 nhân 10 mũ trừ 4. Newton. Tiếp FA. FA nói rồi ha. FA là bằng gì? Khối lượng riêng nhân G nhân thể tích vật bị chiếm chỗ. Mà vật này nằm hẳn ở trong dầu nên thể tích chiếm chỗ đúng bằng thể tích vật luôn. Vậy là 800 nhân 10 nhân V quả cầu là 10 nè. Milimét khối ha. Đổi sang mét khối là 10 mũ trừ 9. Milimét ha. Đổi sang centimet là mũ trừ 3. Decimet là mũ trừ 6. Mét là 10 mũ trừ 9. Rồi bấm bấm coi này là nhiều. Tám nhân mười mũ trừ năm newton. Vậy rõ ràng mình thấy là gì? Rõ ràng luôn mình thấy rằng là gì? F B chứ B nó chắc chắn nó sẽ lớn hơn FA rồi, đúng không? B lớn hơn FA. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cái tổng hợp lực á, tổng hợp lực F này nè, nó sẽ hướng theo chiều nào? Do hai này ngược chiều nhau, đúng không? Nè mình có là gì? À, F nó bằng là FA cộng B, đúng không? Mà FA nó ngược chiều với B. Vậy thì tổng hợp lực của nó ha, nó sẽ bằng là hiệu hai này lại, đúng không? Và mình có gì? À, F nó hướng theo hướng của thằng Thằng nào? Rồi vẽ hình trước ha. Đây, B hướng xuống nè, đúng không? B hướng xuống, đúng không? Rồi FA hướng lên, FA nhỏ hơn nên mình dễ ngắn thôi. Rồi lực F là tổng hợp với hai lực này. Vậy thì lực F hướng theo chiều nào vậy? Nhắn thầy nghe coi. Một bạn nhắn là hướng theo chiều của FA. Một bạn nhắn theo hướng theo chiều của B. Đúng rồi, hướng theo thằng dài hơn chứ. Hướng theo thằng B. Đó, vậy lực F hướng xuống như vậy. Đó, vậy lực tổng hợp F ha, nó phải hướng xuống như vậy nè. Đây. À, vậy từ quấn số 1 ha. Vậy từ đây mình suy ra được rằng là gì? Thằng lực điện của mình nó phải ngược chiều với lực F. Nghĩa là lực điện của mình nó phải cùng hướng với lại hàng gì? FA hướng lên, đúng không? Vậy thì hướng lên suy ra được rằng là quy 3 của cái quy điện tích quy của nó như thế nào? Đây lực điện hướng lên ha, vẽ thử nè. Lực điện hướng lên đây, đó lực điện hướng lên ha. Vậy thì quy 3 dương hay âm? Tại sao hướng theo thẳng dài thằng dài hơn? À nè, tại vì á, một thằng dương đúng không? Một thằng này đúng không? F1, thằng F2. Thì cộng hai vector này lại á, này bên toán mình có học nè. Thì tổng hợp hai vector ha, thì đây tổng hợp lại thì đoạn F1 cộng F2 đúng không? Thì F1 ha thì tỉnh tiến giá trị F2 này lên trên này. Lên F2. Và cuối cùng một cái vector tổng hợp á, nó sẽ nối từ đích thằng này đến đầu thằng còn thằng cuối cùng ha. Là đây, là F tổng hợp. Cho nên là hiệu hai cái này lại, nói chung là trừ hai cái này lại với nhau vậy á. Cho nên nó hướng theo thằng dài hơn, thấy không? Thằng dài hơn sau khi trừ với nhau thì nó vẫn còn thằng dài, còn thằng ngắn nó bị mất hết rồi. Được không? Nhớ nha, hiệu vec hai thằng ngược chiều nhau thì là hướng theo thằng dài hơn ha. Rồi vậy quy lúc này dương hay âm? Sao B lớn hơn FA? Thì F bằng hai tụi nó trừ nhau. Ủa B với FA, B hướng xuống, FA hướng lên thì hai nó trừ nhau, đúng rồi, hai ngược chiều mà. Thì thằng tổng hợp nó bằng hai nó trừ nhau. Đúng không? Nhìn hình đi. Thằng B hướng xuống, FA hướng lên. Đó, lũ rồi đó, lũ rồi đó. Rồi vậy thằng quy nó phải dương hay âm? Quy dương hay âm đây? Nhắn qua cái nè, quy dương hay âm?
quy dương hay âm, quy dương hay âm, quy dương hay âm, quy dương hay âm. Nhấn qua, nhấn qua, nhấn qua. Nhanh chóng lên. Quy dương. Rồi một bạn quy dương nha, tiếp 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 tiếp, quy âm. Tiếp 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 tiếp. Quy âm, tiếp 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 tiếp. Quy dương. Rồi còn ai nữa không? Còn ai không dương không âm không? Ờ, Trung Hòa ghê. Rồi nhìn nè, nhìn nè, thấy hình ép điện hướng lên chưa? E hướng xuống. Nghĩa là ép điện với E như thế nào với nhau? Nó ngược chiều nhau rồi. Mà ngược chiều thì quy nó phải gì? Bé hơn không? Được chưa? Đúng không? Hay mình ghi rõ hơn một tí nè. Đó là lực điện nó ngược chiều với E, cho nên quy bé hơn không? Được chưa? Rồi, vậy mình tính FA trừ B ra nhiêu ha? 8 x 10 mũ trừ 5 trừ cho 9 x 10 mũ trừ 4. Độ lớn ha, lấy dương ha. Là này là 8,2 mũ trừ 4 nè. Rồi vậy suy ra ha. Vậy suy ra F điện của mình nó bằng gì? Nó bằng đúng F luôn. Nghĩa là bằng 8,2 nhân 10 mũ trừ 4 newton. Thì nó sẽ bằng là Q nhân cho chị đối Q nhân E ha. Mà E có rồi á, vậy suy ra Q bằng gì? E là 4,1 nhân 10 mũ 5 á. Bằng này chia cho 4,1 nhân 10 mũ 5. Vậy là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 9. Được không? Vậy suy ra quy âm mà sẽ bằng trừ 2. 10 mũ trừ 9 đó là nano coulomb luôn á. Nano coulomb luôn ha. Đơn vị của nano. Ok không? Để ý hướng nha. Nói lại đó. Quy dương thì F và E cùng chiều. Quy âm thì F và E ngược chiều. Được chưa? Được chưa mấy bạn? Hồi nãy mấy bạn có mấy bạn nhớ lời quy dương á. Được chưa? Hình dung không? Đúng rồi, dạng dạng mới, dạng số 4 á, câu số 1 dạng 4 á. Đó là điện tích trong điện trường rồi, thấy không? Điện tích nó thả trong một cái điện trường đều rồi đó. Chỉ cần xác định quy dương hay âm là xong rồi, đâu gì khó đâu. Xác định dương âm thôi, làm riết nó quen thôi. Dễ ờm. Đúng không? Dễ ờm. Rồi, ai ok con này rồi thì react hoặc nhấn hoặc là nhắn ok thầy nha. Thầy đếm đủ react á. Còn không hiểu thì hú liền cái. 1 Rồi thầy nói lại cách làm bài này chung ha. Nó là một lần nữa nè. Thì bài cho quả cầu cân bằng đúng không? Thì việc đầu tiên á, mấy bài cân bằng mình phải xác định tổng hợp lực. Thì mình phân tích được coi là mình dùng phân tích lực, mình phân tích các loại lực của mình ha. Thì mình biết rằng bài này có 3 lực đúng không? Là B, FA và F điện. Nhưng mà mình chưa biết F điện hướng nào. Mình chỉ biết B luôn luôn hướng xuống và FA luôn luôn hướng lên. Cho nên mình sẽ tổng hợp hai đó trước bằng cách
mình quăng nó vào một vế riêng, mình tổng hợp hai nó bằng trừ F này, thấy không? Rồi mình tổng hợp hai thằng B với ba trước, được không? Mình hình dung vector trong đầu mình á, đó. Thì đó, giờ mình tính thôi, tổng hợp hai này thì hai này có giá trị hết rồi, thì mình coi hướng nó hướng lên hướng xuống. Tại vì rõ ràng rằng là gì, đó là cái lực điện của mình nó phải ngược chiều với tổng hợp lực này, không? Nếu như tổng hợp lực hướng xuống thì lực điện mình hướng lên, và tổng hợp lực mình hướng lên thì ép điện mình phải hướng xuống, được chưa? Sau khi xác định được hướng của ép điện rồi thì mình phải xét xem coi là hướng của E nó như thế nào. Nếu như mà ép điện nó cùng chiều với E á, đúng không, thì khi đó quy dương. Còn ép điện mà ngược chiều với E thì khi đó quy âm. Đây là cái cần phải hỗ nhớ trong cái dạng này, được chưa? Được ha, cứ làm từng bước một thôi. Đó là tổng hợp lực bằng không, tại vì bài toán cân bằng mà, quả cầu cân bằng lơ lửng, tại ép điện chưa biết nó như thế nào hết, chưa biết dấu hướng của nó là sao, thì mình làm những cái mình biết trước rồi bằng cách mình đem ép điện qua một bên, những thằng chưa biết mình đem qua một bên. Ok không? Được ha. Nhưng đối với những bài mới như vậy, mấy bài khó thì thầy nói thiệt luôn á, thầy nói cái cách là gì là mình về mình coi liền luôn, mình ngẫm nghĩ liền. Tại vì nếu như mình để gần lúc làm hay là lúc kiểm tra rồi mình mới nghĩ á, thì là mình sẽ quên hết đi. Cách về coi liền luôn. Ok ha. Rồi bạn gì đó mới hỏi lại á, được không? Hình dung được chưa? Ok chưa? Rồi ha, bây giờ mình sang câu tiếp theo. Mình sang câu số 2. À, sang câu 3 chứ, câu 3. Câu 3 nha, câu 3. Câu 3, một quả cầu nhỏ bằng kim loại khối lượng m bằng 1 gram mang điện tích quy lớn hơn không được treo bằng một sợi dây mảnh cách điện. Quả cầu nằm cân bằng trong điện trường đều có phương nhầm ngang. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng ha, một góc 60 độ. Hỏi lực căng dây T và điện tích quy của quả cầu. Rồi, quả cầu kim loại mang điện tích dương nằm trong điện trường, đây nó như thế này đây. Ui, quen thuộc không? Thấy cái hình dạng quen thuộc không? Thay vì bên kia là điện tích thì bây giờ thằng em trong điện trường nên nó cũng có lực điện. Rồi, điện trường hướng nằm ngang. Rồi, giờ giả bộ ha, giả bộ E hướng này đi. Rồi, vậy thì quả cầu chịu tác dụng của bao nhiêu lực? Quên, lúc mà chưa biết quả cầu hướng như thế nào chứ. Rồi, lúc này ha, quả cầu chỉ tác dụng có bao nhiêu lực? Nếu như quả cầu được treo như sợi dây á, chỉ tác dụng có bao nhiêu lực? Ba lực. Rồi, các bạn khác, bao nhiêu lực? Ok ha. Ba lực ha. Lực đầu tiên là lực gì? Lực đầu tiên đó là B. Lực thứ hai là F. F điện. Lực thứ ba là gì? Lực thứ ba là lực căng dây T.
Rồi, bây giờ lỡ như E hướng ngang như vậy ha, thì lực điện hướng như thế nào? Hướng từ trái sang phải hay phải sang trái? Nhanh chóng, trái phải hay phải trái? Ok, ép điện bằng Q nhân E. Mà sao? Mà mình có Q lớn hơn 0. Cho nên là ép điện nó sẽ cùng chiều E. Được chưa? Đây, ép điện cùng chiều E. Nhớ nha, nhớ nha. Do ép điện cùng chiều E thì nó hướng sang phải. Do đó sợi dây của mình ha, lúc này nó sẽ bị lật sang phải luôn. Đây, ví dụ như đây, đây sợi dây của mình ha. Lúc này quả cầu sẽ bị lật sang phải ha. Rồi, vậy thì ba lực tác dụng. Lực đầu tiên đó là B hướng xuống. Rồi, lực thứ hai đó là ép điện hướng từ trái sang phải. Và lực thứ ba đó là lực căng dây. Rồi, thì quả cầu nằm cân bằng đúng không? Cho nên mình có điều kiện cân bằng là gì? Đó là thằng này là ép điện nè. Thằng này là B. Đó là ép điện cộng cho B cộng cho T bằng 0. Ui, bài này quá quen thuộc rồi. Mình chuyển T qua một vế ha. Do T là thằng lạ đời nhất. Nó sẽ bằng là ép điện cộng B. Và mình gọi tên cái thằng này chung luôn á, là một lực ép tổng hợp gì đó. Và từ đây mình suy ra được rằng là T nó ngược chiều với B, với F chứ, ngược chiều với F ha. Và T nó bằng với F. Rồi, F là tổng hợp giữa hai này. Đây. Rồi, mà do cái phần ngược chiều nè, nghĩa là T và F nó thẳng hàng nhau. Đúng không? Cho nên cái góc alpha ở đây và góc alpha ở đây như thế nào với nhau? Bằng nhau, đúng không? Hai góc đó bằng nhau, được chưa? Bằng nhau ha. Mà góc hợp bởi dây treo với phương thẳng đứng là 60 độ, thì góc này của mình là 60 độ. Vậy mình sẽ dùng gì? Mình sẽ dùng là tan 60 bằng đối chia kề. Đối của mình ha, đối ép điện. Kề của mình ha, kề MG. Mà ép điện bằng gì? Bằng độ lớn mà, là trị quy nhân E chia cho MG ha. MG có rồi kìa, 1 nhân 10 trừ 3 là gam. Gam chia ngàn á ha. G là 10. Rồi bằng tan 60. Tan 60 là nhiêu? Căn 3. Rồi đề cho E luôn rồi. Tính cho thầy coi Q bằng mấy. Được chưa? Tụi đây tính lực liền Q bằng bao nhiêu? Mà quy dương nữa, cho nên lúc mình phá trị ra quy nó cũng là dấu cộng ha. Không, bài 2 về làm chứ. Ấy là bài 2 về làm. Có là hồi 2 về. Biết là bài khó hơn. Rồi tính con ra nhiêu vậy?
Ừ, tính 8 phết 66 nhân 10 mũ trừ 6. Ok, 8 phết 66 nhân 10 mũ trừ 6 ha. Đây, cộng 8 phết 66 nhân 10 mũ trừ 6C. Rồi bây giờ tính lực độ lớn lực căn dây. Mà rõ ràng mới ghi ở trên đây luôn. Đó là T ngược chiều với F. Và T bằng F. Đúng không? Nghĩa là giờ mình tính F. Có nhiều cách tính ha. Mấy đứa hay dùng lượng giác, dùng hàm cos, sin gì đó. Hoặc là dùng Pythagore. Tại góc là góc vuông mà. Đúng không? Dùng Pythagore cũng được ha. Đó, tùy mấy đứa thôi. Thì ở đây thầy thích dùng mà hàm lượng giác hơn. Thì thầy dùng cos ha. Cos 60 bằng K nè. K là B. Chia huyền là F. Mà F bằng T luôn á, cho nên là B bằng B chia T ha. D suy ra rằng T bằng B chia cho cos 60. Mà cos 60 bằng 1 phần 2 ha, nghĩa là bằng 2 lần B, nghĩa là bằng 2mg. Nghĩa là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3. M là 1 nhân mũ trừ 3 á, nhân cho 10 bằng 0.02 meter. Được không? Đó là thích dùng lượng giác lắm ha. Mình tập quen dùng coi mấy cái hàm lượng giác đi. Rồi hôm nay ráng tí tí thôi nha, ráng tí xong dạy này nha, rồi nghỉ nha. Cố lên tí nữa thôi. Rồi hiểu không? Con này hiểu không dạ? Nó giống như mấy bài dây treo mình thường hay làm á. Rồi ai ok nhắn thầy chữ ok nha. Công nhận gần tới khi về cái nhắn dữ dội dữ. Chưa tính nữa. Giờ có số 7. Đọc đề câu số 7 đi. Sao? Sao hả? Rồi đây có số 7 nha. Sau có 7 thì mình nghỉ nè. À mèo. Mimi con mèo. Tắt mic đi. Rồi câu số 7 nha. Trời ơi, hát hò dữ ta. Câu số 7 nha. Câu số 7 xong rồi mình nghĩ nè. Hai quả cầu mang điện tích lần lượt là -2 mũ -9 và 2 nhân 10 mũ -9 được treo ở hai sợi dây tơ cách điện dài bằng nhau. Hai điểm MN cách nhau 2 xăng ha. Đây, hai này cách nhau 2 xăng. Rồi, khi đưa cái dây treo về phía thẳng đứng thì người ta dùng một điện trường đều có hướng như thế nào, thiếu chữ nào ha, và có độ lớn bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ muốn đưa thằng này về thẳng đứng, nghĩa là hai dây treo lúc này nó hướng như thế nào, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới, phải không? Ban đầu chúng bị hút vào nhau, lý do là sao? Nó chịu lực gì? Lực Coulomb nè, đúng không? Và lực căng dây T trên hướng nó hút vào nhau. V
Vậy bây giờ vậy thì bây giờ ha, để cho mấy em này nó hướng thẳng đứng mà nó cân bằng ở đó, nghĩa là mình có gì, điều kiện cân bằng của mình, đúng không? Ban đầu có lực cu lông kìa và lực căng dây tê ha, nhưng mà bây giờ lúc sau mình có gì nữa? Lúc sau mình sẽ có thêm thằng lực gì? Lực điện, do có điện trường ha, đó nó bằng không, được chưa? Rồi đây, lúc thẳng đứng ha, lúc thẳng đứng xuống nè là mình sẽ có thằng lực Coulomb ha, lực Coulomb vẫn còn chứ lúc hai dây thẳng đứng xuống ha, thì thằng dương thằng âm mà, cho nên nó vẫn còn lực Coulomb hướng ngang, lực căn dây tê mình vẫn còn ha, và lúc này sẽ có thêm lực điện. Mà làm sao? Mà nếu như ha, mình nếu như xét theo cái chiều á, xét theo phương thẳng đứng, đấy là xét theo phương ngang chứ, đúng không? Nếu như mình xét theo phương ngang, được không? Thì khi đó như thế nào, sẽ điều gì xảy ra? Xét theo phương ngang ha, xét theo phương ngang. Lúc trường hợp nó lại thẳng đứng rồi, thì lúc đó còn tê không? Lúc đó còn tê không? Còn không? Không, đó còn tê đâu, đúng không? Đúng không? Cho nên lúc này á, để cho có thể cân bằng ha, nghĩa là tổng hợp lực, lực Coulomb nè và lực điện còn lại nó phải bằng nhau, được không vậy? Lực Coulomb và lực điện nó phải bằng nhau, và hướng của hai thằng này nó phải như thế nào với nhau? Nó phải ngược chiều nhau, đúng không? Lực Coulomb mình có, lực Coulomb mình có chưa? Mình có K nè, hai điện tích Q1, Q2 chia khoảng cách giữa hai điện tích lúc này là đại MN đó. Còn lực điện của mình nó là Q nhân cho trị Q nhân E, phải không? Mình sẽ có là trị Q nhân E ha. Mà Q mình có rồi, nhưng mà Q mình có rồi ha. Vậy từ đây mình dễ dàng tính ra được E chưa? Được chưa? Rồi, mà lực Coulomb của mình hướng từ phải sang trái là lực hút. Mà lực Coulomb ngược điện nó phải ngược chiều với lực Coulomb, đúng không? Lực điện nó phải ngược chiều với lực Coulomb ha. Cho nên lực điện của mình lúc này nó phải hướng nào? Nó phải hướng như thế này, phải không? Nó phải có hướng như thế này ha. Cho nên là lúc này E của mình phải hướng, E của mình ha, nó phải gì? Hướng cùng chiều với lại, cùng chiều với lại lực điện. Nghĩa là E hướng từ trái sang phải ha, E hướng sang sang phải, để khi đó lực điện mới đẩy được. Ở đây là mình đang xét điện tích dương ha. Ok không vậy? Được không? Được không? Được không? Ok, một bạn lắc. Rồi, hãy nói lại một lần nữa nè. Bây giờ ha, ban đầu dây treo nó bình thường lúc chưa có lực điện ha, thì dây treo nó hướng như hình vẽ, nó bị hướng vô vô này nè. Là lý do thì là gì? Lý do nó có lực Coulomb tương tác hút vào thằng dương thằng âm. Đúng không? Và bây giờ đề nó muốn gì? Đề nó muốn đưa dây treo về phía thẳng đứng. Nghĩa là thẳng đứng từ trên xuống dưới, như thầy đang vẽ cái này nè, đúng không? Đây, thẳng đứng xuống. Thì phải cần một lực điện có hướng như thế nào? Một điện trường chứ có hướng như thế nào ha? Và độ lớn của nó bằng bao nhiêu? Thì bây giờ tại vị trí thẳng đứng của dây treo đó, tại lúc có thẳng đứng như vậy á, đúng không? Thì lực sẽ, thì quả cầu điện tích dương, thầy đang xét quả cầu điện tích dương nè, nó sẽ chịu tác dụng của các lực là lực Coulomb, lực căng dây tê, đúng không? Và lực điện do có điện trường, được chưa?
lúc dây treo thẳng đứng á, lúc mà mình cho điện trường vô rồi, nghĩa là nó có thêm lực điện trường nữa. Thấy, thấy, thấy hướng của mấy thằng đó chưa? Mình vẽ hình mình thấy được hướng. Lý do thằng lực Coulomb nó hướng thang trái là do thằng dương thằng âm bên này nó hút nhau. Mặt T nó thẳng đứng, nó vuông góc. Cho nên ở đây thầy chỉ xét theo phương ngang. Nghĩa là lúc này T bằng 0. Đúng không? Xét theo phương ngang lúc này T bằng 0. Vậy thì để cho cái tổng hợp lực bằng 0 luôn á. Đúng không? Để cho tổng hợp lực bằng 0 luôn á. Thì khi đó lực Coulomb và lực điện nó phải bằng nhau. Đúng không? Và lực Coulomb phải ngược chiều như vậy. Lực điện. Thì tổng hợp hai nó lại nó bằng 0 chứ. Được chưa? Cho nên mình có biểu thức lực Coulomb nè. Là K V1 V2 chia khoảng cách lúc nó thẳng đứng là M nợ bình. Còn lực điện của mình nó bằng là Q nhân E. Đó thì tụi em tính được E. Và khúc sau á, lực Coulomb nó ngược chiều với ép điện rồi. Đúng không? Lực Coulomb nó ngược chiều với ép điện. Mà lực Coulomb ngược chiều với ép điện ha. Mà điện tích mình đang xét là điện tích gì? Điện tích. Điện tích dương. Đúng không? Điện tích dương. Cho nên á, rằng là lực điện hướng sang phải. Mà điện tích mình đang xét là điện tích dương đó nè. Đây mình xét là bên phải ha. Cho nên lúc này E nó cũng phải hướng cùng chiều với lại lực điện. Nghĩa là hướng sang phải luôn. Được chưa? Được không? Nghĩa là đây, lúc này E nó hướng như thế này. Để cho lực điện nó hướng ngang luôn. Dòng này xét điện tích bên tay phải là điện tích dương mà. Sẽ biết quy lớn hơn không? Thì có phải nhìn hình đi. Nhìn hình đi. Ủa, nhìn hình đi. Mình đang xét điện tích bên tay phải. Thấy dấu dấu cho đề cho không? Dấu cộng luôn à, thấy không? Mình đang xét điện tích bên phải mà. Thầy ghi rõ ràng luôn nè. Thầy đang xét điện tích dương. Thấy không? Rồi mấy bạn khác được không vậy? Hiểu câu này không? Mấy câu này mình chỉ cần xác định đúng ha. Quy dương là lực điện cùng chiều, quy âm là lực điện ngược chiều. Rồi mình dùng điều kiện cân bằng thôi. Ai ok, hú thằng tiến đi. Nhắn thằng một cái. Ê, cứ nghĩ ha, không ok thì cứ nghĩ tiếp. Nè, thấy rồi, thấy nhắn lẹ dễ sợ luôn, thấy muốn nghĩ rồi đúng không? Muốn nghĩ rồi đúng không? Rồi những bạn khác thì sao? Ok, nhắn thầy cái ok nha. Hoặc là không hiểu chỗ nào thì nhắn thầy liền nha. Ok. Rồi các bạn khác sao? Nhấn cái đi rồi mình nghỉ ngơi nè. Rồi một bạn hỏi là sao mình biết khi nào xét phương ngang vậy? Lý do là bài này mình mới xét được phương ngang thôi. Tại vì bài này nó vậy. Tại vì sao? Tại vì bài cho phương cho gì? Nó cho dây treo thẳng đứng. Đúng không? Cho nên là lực căng dây của mình nó theo phương thẳng đứng hướng lên. Còn thằng lực Coulomb với thằng ép điện của mình nó hướng ngang. Mình đâu quan tâm đến lực căng dây đâu. Làm gì quan tâm đến nó. Kệ nó. Không cần quan tâm, không cần biết. Nên mình bỏ qua thằng bằng cách là mình xét phương ngang. Là phương của lực Coulomb là lực điện. Được không?
Ok, 2,2 nhân 1/5 là E. Ủa, tính sai rồi, trời, tính sai rồi, không phải. Tính lại đi. Đổi đơn vị chưa? MN 2 xăng á, khoảng cách giữa hai điện tích này là 2 xăng lúc thẳng đứng á. Tính lại đi nha, E là nhiêu? Ok, 45 mũ 3. Tính lại được chưa Thảo? À, bài tập về nhà lần này của mình nó hơi khó hơn kỳ trước một tí. Cho nên là mấy đứa cứ suy nghĩ, ráng cố gắng làm nha. Nếu như không biết làm thì có thể nhắn thầy cho gợi ý ha. Và nói lại lần nữa là nộp classroom gì đừng nộp trên Messenger, khó lắm. Nộp mét khó gì á, khó sửa lắm. Ráng nộp trên classroom nha. Ráng nộp trên classroom. Rồi, nếu như bạn nào không còn thắc mắc gì thì có thể nghỉ. Thầy sẽ gửi clip này lên cho mấy bạn nào muốn thấm đẫm lại. Nhớ nha, coi kỹ câu 6 này giùm nha. Câu quan trọng nhất hôm nay á, với lại cái câu phần bên này. Ok, ai xong có thể nghỉ ngơi ha. Ai muốn thắc mắc gì cứ ở lại thắc mắc. Bye. Ai muốn hỏi gì không? Không thể đăng class bài tập lên đây. Hôm sau nhớ chuẩn bị một tinh thần sảng khoái nha, bài hôm sau khó đó. Ủa, quy hai bên bằng nhau mà. Lấy bên nào cũng vậy thôi. Huy hai bên là 2 mũ 9 hết. Nhớ nha, công thức F bằng trị quy nha nghe nha. Hai xong rồi thì bye bye. 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 Cái gì mãi đồ trời. Bye bye. Bye.